Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ phim về hậu trường của các đạo diễn và ngôi sao mang tên Hậu trường giải trí. Mở đầu bộ phim, anh chàng Baek Seung-chan vội vàng chạy đến vì hôm nay là buổi nhận chức nhân viên với của KBS. Bên cạnh đó, Tak Ye-jin mở cửa xe lại không may va phải chiếc xe của Seung-chan đỗ ngay bên cạnh tạo ra vết xước. Đen hơn nữa là cảnh đó đã bị một phóng viên quay lại bên trong buổi lễ đón nhân viên mới đang diễn ra. Seung-chan ứng tuyển vào phòng giải trí vì ở đó có một người mà anh thích. Trong phòng làm việc, Kim Tae-ho giới thiệu tên của mình khiến mọi người ngơ ngác. Bọn họ chỉ biết đến Kim Tae-ho của chương trình Thử thách cực đại ở đài MBC. Còn đây là Kim Tae-ho của đài KBS. Sau đó anh ta giới thiệu về một cuốn sách do mình tự viết mang tên PD, chương trình tập kỹ là gì. Nam chính Seung-chan cũng đã mua nó trong kỳ thi đầu vào. Nhưng đó là do anh nghĩ rằng tác giả là Kim Tae-ho, PD của Thử thách cực đại. Rất nhiều người cũng tưởng vậy và sau đó đã trả lại sách, nhưng vì anh đã viết tên nên không trả lại được. Chuyển cảnh đến giờ ăn trưa, Kim Tae-ho giới thiệu đây chính là nơi thích hợp để tạo mối quan hệ với đồng nghiệp. Ngay sau đó là màn bàn luận sôi nổi của bàn kế bên về một CAP đôi nào đó đã bỏ nhau và tên giám đốc ôm tiền bỏ trốn. Lúc này nhóm SNSD cũng tới ăn trưa. Kim Tae-ho nói rằng bọn họ sẽ rất vui khi thấy anh ta ở đây. Thế nhưng phía sau, Kim Tae-jeon lại nói mình chỉ biết PD Kim Tae-ho của Thử thách cực đại. Ở một diễn biến khác, Tak Ye-jin kể lại chuyện mình đã làm xước xe của người khác mà đó còn là xe nhập khẩu. Cô ấy không biết ai mà lại phô trương đi con xe nhập khẩu to như vậy đến đây. Kim Tae-ho cảm thấy cô nên xin lỗi chủ xe, nếu không người ta sẽ kiện cô gây tai nạn rồi bỏ trốn. Khi xin được số điện thoại, Ye-jin ngay lập tức gửi tin nhắn xin lỗi. Cùng lúc đó điện thoại của Seung-chan cũng reo lên, nhưng khi anh mở điện thoại lại bị Ye-jin trách mắng vì ở phòng phát sóng phải để chế độ rung. Seung-chan xin lỗi nhưng cô ta lại nổi đóa không cho anh xin lỗi một cách thiếu suy nghĩ. Bọn họ đều là giám đốc sản xuất nên không thể khúm núm thu mình một cách dễ dàng. Seung-chan thấy vậy liền cất điện thoại đi, còn Ye-jin không hiểu sao chủ xe đến bây giờ vẫn chưa nhắn lại cho mình. Trong khi kiểm tra camera, bọn họ lại phát hiện Shin Hye-ju đang ở cùng Ja Jun-mo còn hôn nhau thắm thiết. Seung-chan nhận ra đó là người mình thầm thích thì buồn bã. Đúng lúc đó Shin Hye-ju đi tới, anh chạy ra chào hỏi nhưng cô ấy cơ bản không nhớ hai người từng học chung đại học. Vào nhà vệ sinh lại đụng mặt Jun-mo, Seung-chan rửa tay rồi vẩy vài cái cho bõ tức, thế nhưng sau đó vẫn không kìm được giọt nước mắt của kẻ thất tình. Lúc này Jun-mo bị bên quản lý trách móc vì trong tài liệu chương trình từ cướt mũi đã được dùng 15 lần ngụ ý nói về những người ngốc nghếch. Thế nhưng anh ta cảm thấy từ chất bài tiết nghe không được hiệu quả mà cướt mũi sẽ chính thống hơn. Thế nhưng chương trình của bọn họ được phát trong giờ ăn tối, nếu để khán giả nghe được thì không ổn chút nào. Chuyển cảnh, Jun-mo muốn mời Mit A làm khách mời cho tập lần này, thế nhưng cô ấy đã có lịch quay với bên Music Bank. Jun-mo gọi cho Ye-jin nhờ cô rời lịch quay trước nhưng bị từ chối thẳng thừng. Sau đó dặn hội anh em bạn gì nhớ kỹ, bản thân phải có trách nhiệm với chính mình, nếu liên tục giúp mọi người thì bản thân sẽ mất việc. Giám đốc gọi Jun-mo đến vì tháng này anh ta đã bị bên KCC triệu tập mấy lần, thế nhưng anh ta vẫn cảm thấy trong số bọn họ có nhiều người thích mình vì nghe họ nói câu thật đáng tiếc. Thế nhưng giám đốc nói mọi thứ đã kết thúc rồi, khi từ già đến trẻ chẳng có ai thích xem chương trình của anh ta phát sóng. Jun-mo không chấp nhận dừng chương trình của mình vì anh ta đã chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị rất lâu. Nhìn đám nhân viên, anh cảm giác bây giờ bản thân giống như người bố thất nghiệp của những đứa nhỏ, nếu không có anh bọn họ sẽ đi đâu về đâu. Thế nhưng giám đốc không nói sẽ sa thải Jun-mo mà muốn anh ta chọn một nhóm nhân viên khác và hoàn thành lại trong 2 tuần. Jun-mo cảm thấy chương trình bắt đầu giống như một bữa tiệc sinh nhật đầy tiếng cười, nhưng khi kết thúc thì như một tang lễ. Nhất là với những chương trình không nổi tiếng, không ai thương tiếc, không ai hỏi thăm, cũng không ai đến chia buồn, vô cùng cô đơn. Giám đốc hỏi Kim Tae-ho về Cindy vì con gái thứ hai của ông rất thích cô ấy. Thế nhưng khi Kim Tae-ho đến ngỏ lời mời cô đi gặp giám đốc thì ngay lập tức bị tên trợ lý từ chối. Thấy vậy Tae-ho lại muốn chụp vài bức hình, sau đó gọi con gái của giám đốc đến, nhưng Cindy mặt mày khó chịu không cười nổi một cái. Sau đó một người khác tìm đến thông báo cô phải thay trang phục vì chương trình không cho mặc đồ xuyên thấu. Ở một diễn biến khác, Ye-jin nhắn tin vẫn không thấy chủ xe trả lời thì nóng ruột gọi điện. Chuông điện thoại của Seung-chan reo lên, anh vội vàng tắt máy. Ye-jin gọi lại nhưng không được, cảm thấy người này chắc chắn có vấn đề. Lúc này nhân viên đến báo Cindy không chịu thay trang phục, Ye-jin liền gọi quản lý Kim Tae-ho tới giải quyết. Thế nhưng khi trở lại, anh ta lại quyết định sẽ giữ nguyên bộ đồ đó và lấy cớ rời đi. Hết cách, Ye-jin chỉ có thể đến đàm phán trực tiếp, còn đám nhân viên sợ rằng có án mạng nên chạy theo. Cindy hỏi Seung-chan về bộ đồ anh lại thấy nó rất đẹp khiến Ye-jin bất lực. Sau đó còn nói mình sẽ không diễn nữa và định ra về thì Ye-jin đuổi hết mọi người đi rồi năn nỉ Cindy hãy mặc thêm một chiếc áo khoác như bây giờ. Tuy vậy ra khỏi phòng, Ye-jin vẫn trưng ra vẻ mặt ngầu lòi dặn mọi người không được nói ra chuyện mình mắng Cindy. Sau đó không quên nhìn về phía Seung-chan mắng mỏ về chuyện khi nãy, nhưng vì bà chị đã không cho xin lỗi nên anh im lặng. Mà lúc này Ye-jin lại hỏi sao anh không nói gì, Seung-chan cũng không biết trả lời sao.
Lúc này chương trình đã được phát sóng đúng ý, Ye Jin Cindy thực sự đã mặc chiếc áo khoác đó. Thế nhưng khi bài hát bắt đầu, cô liền cởi áo vứt ra ngoài khiến ai nấy đều vô cùng phấn kích, riêng chỉ Ye Jin là vô cùng tức giận. Sau khi chương trình kết thúc, bà chị đùng đùng chạy đến nhưng Cindy đã rời đi. Ye Jin dồn hết sự tức giận về phía Seung Chan, còn anh chỉ biết cầm nín. Trên đường, trợ lý đi mua đồ ăn cho Cindy lại gặp Junmo. Thấy đồ ăn không đủ chất, anh ta mua một túi cơm canh các loại khiến cô chán nản vì bản thân không ăn tinh bột. Lại biết Junmo rất ghét giám đốc Bayern Mi xúc của mình còn đi mua đồ ăn cho cô thì thấy anh ta thật điên. Ở một diễn biến khác, Ye Jin cuối cùng đã gọi được cho người chủ xe nhưng lúc này lại phát hiện ra đó là Seung Chan, cậu nhân viên mới. Anh giải thích đây là xe của bố mình nên không thể quyết định, phải về báo cáo lại với ông. Còn về chuyện tin nhắn là do Ye Jin không cho anh dùng điện thoại nên không biết. Tất cả đều quá hợp lý nên bà chị cũng không nói lại được gì, đành hằn học rời đi. Lúc này trên mạng, những bài đăng tố cáo về trang phục của Cindy bắt đầu được lan truyền lên mạng. Ye Jin trở về với tâm trạng mệt mỏi, mà bên trong Junmo cũng không khá hơn vì những chuyện vừa xảy ra. Hai người là bạn của nhau từ thuở ấu thơ, thế nhưng Junmo luôn bị Ye Jin bắt nạt. Nhưng anh ta luôn nhẫn nhịn, không phải thấy cô ấy xinh mà chỉ là muốn đi thang máy. Vì nhà Ye Jin sống trong khu căn hộ nên được đi nó mỗi ngày. Nhưng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, nhà họ cần tiền gấp nên bán đi, trùng hợp mẹ Junmo đã mua lại căn hộ đó với giá thấp khủng khiếp. Về sau giá đất tăng lên, mẹ của Junmo kiếm được gấp bội tiền nhờ bất động sản. Cứ như vậy mà căn hộ đó đã trở thành nhà của anh ta cho đến 2 tháng trước. Khi Ye Jin gặp khó khăn về nhà ở liền tìm đến Junho tâm sự. Cả hai uống đến khi say mềm và anh ta chỉ nhớ đến đoạn đó. Hôm sau tỉnh lại thì bên ngoài Ye Jin đã chuyển đồ đến với bản ký kết ghi rõ ràng rằng Junmo sẽ cho Ye Jin ở nhờ miễn phí 4 tháng. Chuyển cảnh trong lúc phút giác, Seung Chan vô tình gặp lại người mình thích là Shin Hye Ju. Cô ấy đến đây để gặp bạn trai là Junmo nhà ở khu phố này. Seung Chan lúc đầu cảm thấy hơi bất ngờ nhưng bây giờ anh đã chấp nhận và mong rằng hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Nói xong liền chạy mất tích. Còn trên xe, Junmo lúc này đột nhiên xuất hiện hai túi rác. Lúc này Junmo nói có người tìm mình, Ye Jin đoán ngay là Hye Ju vì cô ta đã làm như hai người sắp cưới nhau được đến nơi. Thế nhưng Junmo lại nói rằng bọn họ không phải vậy, anh ta cũng đã nói với Hye Ju phải tập trung ở nơi làm việc. Ye Jin mắng anh ta nếu muốn chia tay thì cũng phải làm cho đúng đắn. Nếu cuộc sống cá nhân lộn xộn thì công việc sẽ không thể suôn sẻ. Nhưng Junmo cảm thấy cô mới chính là mớ lộn xộn lớn nhất trong cuộc sống cá nhân của mình. Ngay khi anh ta bước ra khỏi cửa, Ye Jin liền chạy ra ban công theo dõi. Em trai khuyên Ye Jin không nên chọc tức Junmo hơn nữa, cách nhanh nhất để lấy lại căn nhà vốn là của họ là Ye Jin kết hôn với anh ta. Nếu không bọn họ sẽ phải gom tiền để mua lại. Lúc này Ye Jin lại nghĩ đến chuyện phải đền tiền sửa xe cho Seung Chan, không biết bố cậu có đòi tiền mình. Bên kia cả nhà Seung Chan đang xem vết xước, cảm thấy nếu anh nói không cần trả, Ye Jin sẽ nghĩ anh là hậu bối kiêu căng. Cùng lúc đó Junmo ra lấy xe thì thấy hai túi rác trên xe mình, không hiểu tên khốn nào có thể buộc được như vậy. Còn bố mẹ Seung Chan cảm thấy gần đây thật nhiều người điên khiến anh thẫn thờ. Khi đến công ty lại trùng hợp bản thân được phân công vào chương trình 2 ngày 1 đêm của Junmo. Màn ra mắt không được ấn tượng cho lắm khiến bọn họ cũng chẳng thèm đếm xỉa đến Seung Chan và coi anh như một chân sai vặt. Tình cờ gặp lại Ye Jin, cô hỏi anh về phí sửa chữa chiếc xe nhưng khi nghe con số 830.000 won thì ngã ngửa. Cho rằng bố anh đã bị người ta chặt chém, Seung Chan nói mình sẽ về bảo với bố. Thấy mặt anh bị dính mực, Ye Jin tự tay lau giúp khiến Seung Chan vô cùng cảm kích. Ở một diễn biến khác, Bayern Mi Suk giám đốc của Cindy giới thiệu với cô về mấy đứa bé thực tập sinh một ngày chỉ ăn một củ khoai lang và luyện tập. Cảm thấy một cô bé vẫn không giảm được chút cân nào, bà ta liền cho người đi kiểm tra máy quay an ninh của những cửa hàng tiện lợi xung quanh. Cindy định lướt qua nhưng không nhịn được mà khuyên đám trẻ hãy gọi đồ ăn vì bên kia không có camera. Và bảo bọn chúng hãy bỏ cuộc rồi trở về nhà, đừng làm công việc này nữa. Bên trong ba người khác cùng Cindy chính là một nhóm Pinky 4, tuy vậy bây giờ Cindy lại đăng MV chỉ có một mình, chẳng khác nào tự tách ra khỏi bọn họ. Một cô gái cảm thấy không công bằng khi mà vừa rồi là sinh nhật của mình nhưng lại không có lấy một buổi họp fan. Bayern Mi Suk tính toán để cho cô ta biết chi phí một buổi họp fan và số tiền có thể thu về của cô ta khiến cả đám im bặt. Thế nhưng đối với Cindy lại khác biệt, cảm thấy cô hơi gầy có thể đến phòng truyền nước nhưng Cindy lạnh nhạt bỏ đi. Lúc này cả phòng của Junmo đang đùn đẩy nhau về việc nói thật với cô Yoon Ju Jung chuyện chương trình của họ đã bị hủy bỏ. Đúng lúc đó bà đi đến, Junmo vội vàng ra hiệu cho Seung Chan che bảng lại. Vì hôm nay là kỷ niệm một năm của bọn họ nên bà đến tặng quà mọi người. Trước đó mặc dù đã đóng rất nhiều phim nhưng từ khi tham gia chương trình thực tế ai nấy đều biết đến bà, kể cả một đứa trẻ. Tất cả mọi người lại suy nghĩ xem ai là người phù hợp để nói sự thật thì mọi ánh mắt lúc này dồn về phía Seung Chan. Khi anh đến gặp bà nói chuyện lại không dám nói thẳng mà vòng vo tam quốc. Cuối cùng bà Yoon Ju Jung nói mình đã hiểu và có việc gấp cần rời đi trước.
mà cái bà hiểu được lại là nhóm bọn họ đang sợ bà rời khỏi chương trình. Còn Seung Chan cũng cảm thấy nghi ngờ, anh không cho rằng bà ấy đã hiểu liền tìm số gọi về cho nhóm. Thế nhưng lúc này ở đầu dây bên kia lại không có ai bắt máy. Chuyển cảnh Shin Hye Bo ra và Hyun Yang lần lượt đến buổi hẹn và nói rằng mình có mấy phim truyền hình mời đóng nên xin rời khỏi chương trình. Thế nhưng bên trong bọn họ đều thầm hiểu chỉ riêng bà Yoon Ju Jung vẫn chưa hay biết gì. Sau khi nghe bà nói mình vẫn tham gia chương trình, bọn họ nhìn nhau khó hiểu, mà lúc này Jun Mo mới thú nhận tất cả. Bọn họ đều bị đuổi ra ngoài cho đến khi Seung Chan đến. Jun Mo đưa anh vào xin lỗi bà, nhưng bà Yoon lại trách Jun Mo nên trực tiếp nói với mình thay vì sai bảo một tân binh. Sau khi bà ấy cùng mọi người rời đi, Jun Mo dồn hết sự tức giận mà mắng chửi Seung Chan không muốn nhìn mặt anh nữa. Cảm thấy những lời Ye Jin nói đúng, mối quan hệ lộn xộn sẽ khiến công việc không suôn sẻ, Jun Mo liền tìm đến Shin Hye Ju nói lời chia tay. Lúc này Seung Chan quay về nơi làm việc lại nhận được cuộc gọi từ bà Yoon Ju Jung. Bà đã làm trà mận cho Jun Mo khi chưa biết chuyện và dặn đội của họ hãy uống nó khi phải làm đêm. Seung Chan trở về lại gặp Cindy đang đứng đợi bên ngoài vì trời mưa to. Anh đưa chiếc ô mình mượn ở quầy lễ tân cho cô vì chỉ nhân viên mới được mượn. Trên chiếc ô có chữ KBS, nếu không đem trả bọn họ sẽ trừ vào lương của anh, vì thế anh muốn xin số điện thoại để tiện trao đổi. Cindy suy nghĩ rồi đồng ý, còn Seung Chan cẩn thận gọi lại, không ngờ người bắt máy lại là đàn ông. Cho rằng cô đã lừa mình, anh hỏi lại lần nữa mà lúc này đúng giờ tan làm. Sợ có người nhận ra mình, Cindy đành cho số để anh rời đi. Khi nghe Seung Chan nói mình làm ở 2 ngày 1 đêm, Cindy lại hiểu nhầm anh chính là người mua đồ ăn cho mình hôm trước. Seung Chan đến nơi hẹn cùng mọi người, Ye Jin vui mừng chào đón ân cần, sau đó hỏi về số tiền bảo hiểm xe. Lúc này anh nói rằng chi phí chính xác thực ra là 870.000 won, nhưng bố nói nếu cô trả tiền mặt sẽ giảm 40.000 won. Ye Jin đột nhiên giận dữ và cảnh cáo anh nhân viên mới, nếu bị cảnh cáo 3 lần sẽ bị đuổi việc và hãy coi chừng mình. Lúc này Jun Mo vẫn cảm thấy áy náy về chuyện cô Yoon, thì Seung Chan đặt chiếc lọ bên cạnh và định rời đi. Vì Jun Mo đã nói không cho anh nói chuyện với mình nên Seung Chan không dám nói. Sau khi biết đó là đồ mà cô Yoon gửi còn chuyển lời, bà đã rất vui vì gặp Jun Mo, anh ta sung sướng lại không hiểu tại sao mình vớ phải một người như Seung Chan. Trở về anh nghe được cuộc nói chuyện của Ye Jin và Jun Mo nói rằng bọn họ muốn vùi dập mình. Seung Chan chỉ biết thở dài, sau đó lại bất ngờ phát hiện hai người họ đi chung đường và vào cùng một căn phòng. Ngày hôm sau, Seung Chan tham gia một chương trình truyền hình giải trí để tâm sự trò chuyện cùng khán giả. Bắt đầu câu chuyện, MC hỏi cậu lý do vì sao cậu mới vào phòng giải trí ở đài KBS lại không muốn đi làm nữa. Seung Chan kể rằng mình vào đó để gặp một người chị mình đã thích thầm từ hồi học đại học. Nhưng điều đáng buồn là khi vào đó thì chị ấy đang hẹn hò với người khác. Mọi người động viên anh còn trẻ không thiếu gì mối ngon, cớ sao phải theo đuổi một PD chương trình tạp kỹ. Seung Chan nói điều đáng buồn là người yêu chị ấy lại mập mờ với một em gái mưa khác. Cậu khẳng định chắc nịch vì mình đã nhìn thấy hai người vào cùng một nhà sau khi tan làm. Cậu vừa giận vừa thương chị ấy nhưng không biết phải làm sao nên mới quyết định thôi làm. Người dẫn chương trình đưa ra biện pháp tốt nhất chính là gọi hai người đó ra nói chuyện để ba mặt một lời nói với nhau. Đúng lúc này MC gọi hai người họ ra để nói chuyện với Seung Chan thì anh hoảng hốt tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là mơ, thì em gái đi vào đưa cho cậu hộp quà nói ngày mai anh nhất định phải cầm đi khi biểu diễn ở đài KBS. Seung nói ngày mai mình không muốn đi làm rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Ngày hôm sau Ye Jin ra ngoài không thấy sữa mình đặt ở ngoài thì hóa ra là Seung Chan cố tình không giao đến cho cô. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm hy vọng không phải là tình một đêm thì chợt nhớ ra mình đang quay vlog trực tiếp. Anh xin người quay phim xóa giúp mình đoạn vừa mình nói xàm xí đi thì bị anh ta mắng cho một trận ngu người. Ye Jin vào phòng ăn sáng cùng với Jun Mo than vãn chuyện có người ăn cắp sữa thì anh nói thui không sao. Đang vui vẻ thì Ye Jin nhắc đến Hye Ju thì anh liền phản ứng gay gắt. Cô lại càng mỉa mai cô ta là cao thủ tình trường của đài KBS rồi kể loạt mối tình của cô ta ra. Jun Mo ra sức bênh vực cho Hye Ju rồi chê bai cô chẳng hẹn hò với anh nào ra hồn, lại còn hành anh an ủi cô sau những mối tình tan vỡ. Hai người cứ tranh cãi nảy lửa rồi anh tức giận xách cặp đi làm. Jun Mo đến họp bàn đòi mọi người giải thích lý do vì sao hàng loạt khách mời không tham gia chương trình game show. Sau một hồi tranh luận thì mọi người bảo Seung Chan đưa ra ý tưởng thuyết phục người tham gia, anh đề xuất nên làm về chương trình hẹn hò thì mọi người gạt đi. Anh liền phân tích sự phát triển theo từng năm thì sếp phớt lờ ý tưởng của anh khiến anh khá buồn. Ye Jin đang định vứt thức ăn thừa vào thùng rác thì bà Hu Nam đi đến ngăn cô lại nói cô không được bỏ vỏ trứng vào thức ăn thừa. Cô vẫn cố tình vứt nhưng đều bị bà ngăn lại. Đúng lúc này chồng của bà gọi thì cô vội vàng vứt vào thùng rác rồi bỏ đi. Ông chồng mắng bà không được cãi nhau với hàng xóm vì mình còn phải được khu vực Jeju-Idu đề cử. Bà trách vì phải ủng hộ ông mà không được lên chức hiệu trưởng và nghỉ dạy. Ông thì nói tại bà không theo kịp cải cách giáo dục hàng năm nên mới nghỉ thì hai người cãi nhau to. Ye Jin đang lái xe qua đoạn Jeju-Idu thì toàn thấy các cặp đôi phát cẩu lương trước mấy cây hoa đào.
Cô nhớ lại mấy năm vừa rồi mình rủ Jun Mo đi xem nhưng năm nào anh cũng bận việc và từ chối xem với cô. Ye Jin đi đến tìm Seung Chan thì thấy cậu đang hì hục xóa chữ trên tập He Nam. Cô liền làm giúp cậu thì cậu mới biết cách xóa nội dung bên trong. Thấy quê ơi là quê nên Seung Chan xin cô đừng nói cho PD ra biết. Ye Jin liền nói số tiền sửa xe cô nợ thì cậu cho cô trả góp rồi đưa cho anh trước một khoản. Ye Jin đòi cậu mua khoai tây chiên cho mình để thử thách cậu có mua đúng vị mình thích không. Jun Mo cùng Tae Ho đi đến đưa ra ý tưởng cho giám đốc duyệt thì sếp yêu cầu Tae Ho đi đến công ty giải trí lớn mời một vài ca sĩ nổi tiếng. Ye Jin vào nhà vệ sinh thấy Hye Ju đang khóc lóc, hỏi ra thì mới biết Jun Mo chỉ coi cô ấy là đồng nghiệp rồi chia tay cô. Ye Jin an ủi nữ PD mới thì Seung Chan nhìn thấy anh liền chê nơi đây là Hollywood hay sao mà tấu hài quá vậy. Ye Jin kiểm tra đồ mà Seung Chan mua thì cô bày tỏ thất vọng vì anh chả tâm lý tí nào, bảo mua khoai tây chiên thì phải mua cả xúc xích bò khô kẹo cao su vân vân mây mây chứ. Jun Mo mời Tae Ho một bữa vì anh đã mời được các ca sĩ diễn viên nổi tiếng tham dự truyền hình thực tế tới đây. Ye Jin tan làm thì thấy điện thoại chỗ biên kịch Kim ra rong reo hoài mà cô ta không chịu nghe. Ye Jin đi đến định dạy cho đàn em một trận nhưng thái độ cô ta thì lên mặt coi thường cô. Cô nói mình đang được fan của Cindy mong mình đối tối với cô ấy. Ra rong nói tất cả fan đều biết chị đã cãi nhau với Cindy ở phòng chờ và họ ghét chị vãi trưởng. Ye Jin thanh minh bằng việc loạt bình luận anti Cindy gần đây cho cô ta xem và nói ai cũng đang trách mắng cô ấy. Cindy thì ngồi ở trên xe bắt tài xế phải đọc hết bình luận tiêu cực nhắc tới mình. Ye Jin lấy xe ở bãi đỗ thì thấy một con xe đổ ngang tàng ở ngoài nên cô buộc phải đẩy xe ra mới lấy được xe của mình. Cô gọi cho Jun Mo giúp đỡ nhưng lại thuê bao nên cô đành nhờ Seung Chan. Anh hỏi nhà cô ở đâu rồi nói chị có bạn trai chưa thì cô lại tưởng anh mai mối anh nào giúp mình. Thấy ánh mắt trồng cây si của cậu thì cô cũng ngờ ngợ. Bỗng hoa anh đào bay phấp phới theo làn gió thì Ye Jin nói mình cũng muốn có bạn trai để ngắm hoa anh đào. Ở bên này Jun Mo đang lên kế hoạch cộng hòa chương trình hẹn hò sắp tới. Ye Jun đi về không thấy Jun Mo đâu mà chỉ thấy chị gái mình đang trực điện thoại chờ ai đó. Cậu liền ngồi xuống khuyên cô nên tỏ ra bí ẩn một chút thì mới khiến đàn ông thấy thú vị. Cindy trở về nhà tò mò nhóm anti-fan của mình kinh khủng như nào. Đang buồn bã thì Seung Chan nhắn tin đến nói mình là PD của hai ngày một đêm người mà cho cô mượn ô. Cô bật cười nghĩ cậu ta xin số mình để tán tỉnh thì Seung nhắn tiếp nói cô trả ô cho mình càng sớm càng tốt. Kế hoạch tổ chức show đang suôn sẻ thì có tin ca sĩ Hani bị bắt vào tù một hôm vì cô uống rượu gây rối trật tự. Jun Mo không biết phải làm sao vì mình đã bảo với phóng viên là cô ấy sẽ lên chương trình. Mọi người vội vàng họp bàn tìm người thay thế thì Seung Chan đề xuất thay Hani bằng Cindy. Jun Mo thách cậu gọi được cô ấy thì cậu chạy ra ngoài định gọi cho Cindy. Lúc này Ye Jin đi đến đưa tiền trả góp cho cậu rồi đòi cậu mua bánh rán giúp mình. Bố của Seung Chan đang đi mua bánh rán Flake con trai mình với chủ quán thì gặp con cậu đi đến cũng mua bánh rán. Anh nói mình là cấp thấp nhất nên bị sai đi mua đồ thì ông quê không biết chui vào đâu. Cindy thấy cuộc gọi nhỡ liền gọi lại cho cậu nói mình sẽ trả đủ phí trễ hạn và cái ô. Seung Chan hỏi cô đang ở đâu rồi vội vàng đi đến gặp cô. Cậu nói mình muốn cô tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm rồi đánh trúng tâm lý hút fan hơn sau khi hoàn thành chương trình. Lúc này bà Mi Suk đi đến tra hỏi cậu rồi tính toán đến chi phí tham gia chương trình với việc hủy show ca hát ở nước ngoài. Lúc này Jun Mo đi đến kéo cậu đi thì Mi Suk tưởng anh đến để trả thù cô. Jun Mo nói tôi rảnh chó đâu mà chấp nhặt mấy chuyện còn con rồi dẫn anh đi ăn tối bàn kế hoạch chương trình. Seung Chan bị uống say đến mức trên tay vẫn còn ôm bịch bánh rán mà lúc sáng anh mua cho chị Ye Jin. Cindy viết confession bày tỏ sự buồn bã vì tưởng Seung Chan đến để tỏ tình mình ai dè lại là mục đích khác thì nhận được loạt bình luận động viên cô. Seung Chan sau khi uống say cậu liền bỏ về để mang bánh rán cho Ye Jin. Anh say quá liền ngả vào người cô rồi bắt đầu nói nhảm và beo má cô. Đúng lúc này Jun Mo cũng say xỉn gõ cửa để vào thì anh thấy Seung Chan ở đây liền bắt cậu đi về. Cậu tỉnh dậy nói anh là đồ cắm sừng rồi cảnh cáo anh không được làm tổn thương Ye Jin của mình. Ngày hôm sau cậu tỉnh dậy thì Ye Jin kể một loạt chuyện xấu mà cậu say xỉn làm ra. Hai người hỏi vì sao anh lại biết địa chỉ nhà ở đây thì cậu nói mình vô tình nhìn thấy cả hai về nhà cùng nhau. Anh tưởng hai người yêu nhau nhưng Ye Jin giải thích rằng hai người vẫn đang độc thân chỉ là chung sống cùng nhà khiến cậu kiểu ủa là sao. Giải thích một hồi thì cậu mới hiểu ra câu chuyện. Ye Jin lo lắng sợ bị anh chụp lén cảnh mình sống chung rồi tung tin cho cả công ty biết. Chị gái Jae-hee và mẹ đang đi chợ thì gặp con trai mình đi từ tòa nhà đó ra thì chị gái liền đoán cậu vừa ngủ ở nhà bạn gái về thì cậu liền thanh minh. Bên Jun Mo và Tae Ho vẫn đang đau đầu vì chưa mời được người thay thế cho Hani. Cindy quyết định sẽ tham gia 2 ngày 1 đêm thì bà Mi Suk nói công lao tôi push cô lên vị trí này trở nên công cốc à. Mặc kệ bà ngăn cản nhưng cô vẫn quyết định nghe theo lời của Seung Chan để tham gia. Ye Jin sợ cậu ton hót chuyện mình đang ở cùng với Jun Mo thì cô liền gọi cậu ra gặp riêng để khè.
cô rủ anh đi ăn và trả lại số tiền mình đã nợ để anh giữ kín bí mật chuyện này. Mi-suk đi đến gặp giám đốc đài KBS nói muốn xem hợp đồng để xin đi tham gia 2 ngày 1 đêm thì bọn họ vô cùng bất ngờ. Bà đưa ra một loạt điều kiện trong khi xin đi tham gia chương trình, thấy bà đọc một loạt điều cấm khi cô ấy tham gia chương trình thì bọn họ nói thế cô đến làm cảnh à. Mi-suk nói chịu thì chịu không thì cũng phải chịu khiến Jam-mo và Tae-ho tranh cãi nảy lửa. Mọi người ở công ty lúc này đổi mặt tỏ vẻ thân thiết với Seung-chan vì cậu đã mời được xin đi tham gia chương trình. Cậu liền đi đến gặp xin đi để cảm ơn cô vì đã đồng ý. Cô nói mình tham gia chương trình vì anh đấy nên anh phải ưu tiên cô nhìn gà hóa quốc thế nào chứ thực ra Jun-mo mới là người đến tìm cô. Seung sau khi thầm lặng theo dõi chị Ye-jun thì biết chắc chắn chị ấy thích Jun-mo nhưng cố giữ kín trong tim để che đậy cảm xúc. Chị ta lại tưởng Seung-chan thích Hye-jun rồi còn khuyên cậu mau tỏ tình cô ấy đi. Ngày hôm sau mọi người thử mô phỏng trò chơi trong chương trình thực tế sắp tới, Ye-jin cùng Seung-chan đi mua đồ dùng cho Jun-mo trong vài hôm tới. Anh khen Jun-mo có cô bạn thân tâm lý quá thì cô bật cười rồi xoa đầu cậu. Cindy trước giờ vẫn luôn giữ hình tượng lạnh lùng khó tính nên cô quyết định tham gia chương trình để thay đổi bản thân. Ngày hôm sau Jun-mo bắt đầu hướng dẫn tân binh Seung-chan mở màn trêu chọc Cindy rồi xin lỗi cô. Cindy đang ở trong giường soi gương trang điểm sao cho thật xinh. Đội Jun-mo bắt đầu đi vào và hành động theo kế hoạch thì cả Cindy và Seung-chan kết hợp không ăn ý nên nhiệm vụ mở màn không thành công, bọn họ thấy nhạt chứ chẳng tấu hài tí nào cả. Cindy ở trên lầu gọi quản lý mau dọn dẹp chỗ này vì có mùi gì nồng quá. Seung-chan ngại ngùng nói là mùi nước mắm mà đạo diễn đưa cho mình. Ở ngoài Sandara Park cùng Jisoo và một số ca sĩ nổi tiếng khác cũng đi đến tham gia 2 ngày 1 đêm. Jisoo nói với Zara rằng lần đầu tiên mình thấy cô ấy tham gia 2 ngày 1 đêm. Jisoo nói ở cạnh cô ấy sẽ giúp mình trở nên nổi tiếng hơn thì Zara nói cẩn thận bị cô ta cho cả đám mờ nhạt. Cô nói đừng phản ứng tốt và cười với cô ta và hai ta cùng khéo léo xa lánh Cindy. Như vậy toàn bộ cảnh quay của Cindy sẽ bị cắt. Vừa dứt lời thì Cindy chạy đến chào hai người rồi nói hãy thoải mái khi nói chuyện với mình. Thấy mọi người cứ gọi mình là chị khiến Zara khó chịu rồi chạy đến chỗ Seung-jun đòi cậu ghép đôi với mình. Jisoo đi đến nói với Min-gu rằng mình là tân binh chưa nổi tiếng lắm đâu thì thấy anh cũng có ý với mình. Jun-mo họp đội nói hôm nay ai không chọn được cặp ghép đôi thì phải đi cùng tân binh Seung-chan tới chỗ khác. Cả hai sẽ phải đi tới chỗ khác ngủ qua đêm để hôm sau trở về trại chính. Thế nhưng không một ai chọn Cindy nhưng cô vẫn tỏ ra mình ổn và hài hước để đỡ quê. Mi-suk biết chuyện vô cùng tức giận vì cô là ca sĩ nổi tiếng mà bị đánh giá thấp. Cindy biết mọi người đang đặt mình vào thế khó nhưng cô cũng thấy vui vì được ở cạnh Seung-chan. Cô hỏi anh có biết bài nào của mình không thì anh nói mình không dành về âm nhạc lắm. Đến cả phim cô ấy đóng anh cũng chưa xem khiến cô thấy hơi buồn nhẹ. Bà Mi-suk đi đến chỗ của Seung-jun quát cậu sao lại không chọn Cindy. Bà ta hỏi liền tù tì rồi chê hai cô gái này trông có ra gì đâu mà lại chọn. Thấy bà cứ đi ra mắng chửi bọn họ thì Jun-mo đi đến cãi nhau tay đôi với bà. Đi được đoạn đường thấy chán quá nên Cindy nghĩ ra trò kéo bao búa. Ai thua phải xách hết hành lý ai dè cô lại không phải người thắng. Seung-chan áy náy nói hay thôi để mình xách cho thì Cindy nói có chơi có chịu. Cô vấp ngã nhưng Seung-chan kịp thời đỡ lấy cô. Không những thế anh còn buộc lại dây giày giúp cô và điều này cũng được cameraman ghi lại hết. Phía Jun-mo đang không biết phải xử lý phía bà Mi-suk và Cindy thế nào thì mẹ của Jun-mo gọi Ye-jin đến hỏi dò chuyện con trai bà có bạn gái chưa. Bà ngồi tâm sự với cô một lúc nhưng cô chẳng biết nói gì chỉ biết cười trừ thôi. Bà nói cô có mối được cho bé nào ngoài 20 tuổi không? Cô kể với em trai nghe thì cậu liền an ủi chị mình phải kiên trì lên. Đến tối đội khách mời chơi trò chơi do đạo diễn chỉ đạo còn Cindy cặp sách nách mang đi bộ sắp chịu không nổi nữa rồi. Trong lúc chờ thay pin máy thì Cindy mới lộ ra bản chất thật của mình. Cô trách vì anh thắng mà cô phải chịu đựng đến tận bây giờ lại còn chưa được ăn tối. Đúng lúc này trời đổ mưa cậu liền lấy tay che đầu cô nhanh chóng bật ô lên. Khoảnh khắc này đã khiến Cindy rung động thật sự. Seung-chan vừa che ô cho Cindy được một tí lại chạy sang anh quay phim. Anh chàng ngố nghĩ rằng lúc này máy quay sẽ dễ hỏng hơn nên cần che chở. Tiếp đến là màn dựng lều khi Seung-chan đang làm thì Cindy đi tới làm hình ảnh mà đưa cho anh cây đinh đóng lều. Nhưng cậu lại không hiểu ý mà ngơ người. Cindy liền dặn máy quay dừng lại mà giải thích cho anh hiểu nhưng Seung-chan lại nói rằng mình không muốn có sự dối trá trong thước phim. Đã vậy để theo đúng kịch bản đề ra Seung-chan còn bắt Cindy chơi trò chơi rồi mới được ăn tối. Cuối cùng mãi mới hoàn thành để có thể được ăn. Xong xuôi lúc này khi camera đã tắt Seung-chan đến bên lều Cindy mà tỏ ra sự quan tâm nhưng đầy tính chân chất của mình. Anh mang tai nghe và sách đưa cho cô vì lo đêm hôm Cindy không ngủ được. Chuyển cảnh ngày hôm sau Bayern Mi-suk đến xem Cindy quay tiếp chương trình thực tế. Ở đó vì kiến thức hạn hẹp mà trò chơi đoán từ cô không thể đoán đúng một câu nào. Đạo diễn đành nói bừa cho cô một câu đúng sau đó cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Bayern Mi-suk kéo ông ra mà nói chuyện,
Bà nói rằng Cindy là ca sĩ hàng đầu của công ty mình, mỗi khi ra ca khúc nào mới cổ phiếu của họ đều tăng lên nhanh chóng. Chính vì vậy bà muốn hình ảnh ca sĩ cưng công ty mình sẽ được chú ý. Nhưng đạo diễn Hai Ngày Một Đêm chẳng kiêng nể mà vả vào mặt bà những câu nói đau tai. Anh nói rằng bà chỉ nghĩ đến lợi nhuận đến người tạo ra nội dung cho công ty mình, như vậy mà được gọi là đối xử tốt với nghệ sĩ của mình ư. Thứ rác rưởi như bà thì sẽ không bao giờ đặt nền móng cho ai được cả, sau đó rời đi. Nhìn Cindy ngồi lủi thủi nghe nhạc mà không được ăn sáng vì trò chơi sáng nay cô thất bại. Đạo diễn có chút áy náy trong lòng, đúng lúc lại gặp Seung Chan, anh liền xả vào người cậu một trận vì tội đêm qua Cindy đã cùng họ đi lạc mấy cây số. Khi đã được cắm trại lại không cho cô nghỉ ngơi mà còn bắt cô chơi trò chơi. Đó cũng là nhược điểm của Seung Chan khi anh luôn nghiêm túc quá mà muốn khách mời phải hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người bắt đầu lên xe để trở về công ty sau chuyến quay này. Mà trên xe, Seung Chan với tính cách nhường nhịn cứ đứng lên ngồi xuống mỗi khi có người lên xe, cuối cùng lại ngồi cạnh luôn đạo diễn Jun Mo, cả hai gật gù mà tựa đầu vào nhau. Về đến công ty, Seung Chan cất gọn đồ chuẩn bị cho buổi liên hoan tiệc. Trong lúc đó, Cindy được tài xế đón để chuẩn bị đến bữa tiệc. Cô cần đến đó để xoa dịu mọi người cũng như muốn những hình ảnh đẹp nhất của mình sẽ được phát sóng. Mọi người lúc này đang ăn uống thì Cindy cũng đã đến. Nhưng vì cô tắc Jae Jin ở đó lại không thích Cindy mà vừa ăn vừa để ý đến cô. Jae Jin ngồi đó nói xấu về Cindy với đạo diễn Jun Mo mà Seung Chan nghe crush mình bị nói xấu cũng không hài lòng chút nào. Sau đó còn ngồi riêng với Seung Chan để hỏi chuyện trong quá trình quay Cindy có bắt cậu làm theo ý cô không. Đương nhiên đã yêu rồi thì nhìn đâu cũng thấy đẹp nên Seung Chan chỉ dành cho Cindy những lời khen. Buồn chán vì chẳng moi móc được thông tin gì về Cindy mà cô Jae Jin này uống hết ly này đến ly khác. Đến mức say quá làm những hành động kỳ quái khiến Seung Chan và đạo diễn Jun Mo phải đưa cô về, nhưng cô lại không muốn mà rủ họ đi ăn tiếp. Ở nhà lúc này tình cờ bố mẹ Seung Chan lại bật đúng bài hát của Cindy biểu diễn trên TV, cô con gái liền nói người này chính là Cindy quay chương trình thực tế cùng anh trai đợt này. Nhìn Cindy ăn mặc hở hang làm mẹ của anh lo lắng, bà sợ con trai mình sẽ bị tán tỉnh thu hút. Vì vậy muốn bố Seung Chan tìm cách để con trai tránh xa người con gái kia tránh bê bối. Trở lại với Seung Chan cùng Jun Mo và Jae Jin đến một quán nhậu ven đường. Đúng là dựa vào lời ra Jae Jin trách Jun Mo trêu đùa tình cảm của mình. Cô nói rằng mình hay tâm sự với anh khi thích một ai đó. Đến khi thích Jun Mo cô lại chẳng biết chia sẻ với ai. Seung Chan ở đó nghe được cũng chỉ biết im lặng. Sau một đêm say sưa nói ra hết lòng minh Jae Jin đi làm mà nghĩ lại hối hận. Cô liền gọi Seung Chan lên tầng thượng để hỏi xem ngày hôm qua cậu đã nghe được những gì. Seung Chan nói rằng mình không nghe cũng không nhớ điều gì cả để an ủi cho Jae Jin. Cô dặn anh mọi chuyện hôm qua hãy để nó trôi vào dĩ vãng. Sau đó đưa cho anh một chút tiền coi như hối lộ muốn nhờ Seung Chan xem giúp mình một chuyện. Cô nói rằng về phần anh đã ổn nhưng còn phần Jun Mo cô không dám chắc. Jae Jin nhờ Seung Chan điều tra xem Jun Mo có nhớ lại điều gì của tối hôm qua không. Ngay lập tức cậu pha một chai hồng trà sâm tẩm bổ cho sếp rồi qua hỏi chuyện. Nhưng những lời nói của đạo diễn Jun Mo đều tỏ ra anh không nhớ điều gì tối qua. Ngay cả thanh toán tiền anh cũng không biết mình thanh toán từ bao giờ. Nhiệm vụ đã xong, Seung Chan lại hẹn Jae Jin lên tầng thượng để thông báo cho cô về sự việc mình kiểm định. Nghe xong, Jae Jin cũng có chút yên lòng khi những lời bày tỏ lòng mình đêm qua không bị Jun Mo cho vào bộ nhớ của anh. Seung Chan nói rằng nếu cần người sẻ chia tâm sự hãy cứ tìm mình vì cậu hiểu được nỗi lòng của cô. Jae Jin cảm ơn sự chân thành này của Seung Chan mà mỉm cười. Chuyển cảnh Cindy chuẩn bị đi ngủ nhưng lại trằn trọc mà không ngủ được. Lúc này cô mới nhớ tới chiếc tai nghe và cuốn sách Seung Chan tặng cho mình, nói rằng dùng nó sẽ dễ ngủ hơn. Ngồi trên giường cô vừa đọc sách vừa nghe nhạc mà có chút nhớ đến Seung Chan mà chìm vào giấc ngủ ngon lành. Chuyển cảnh Bayern Mi Xúc đến nơi làm của Jun Mo mang theo rất nhiều nước và đồ ăn để gửi cho mọi người. Ở đó gặp tổng biên tập và người điều hành Bayern Mi Xúc, nói rằng mình muốn chương trình Hai Ngày Một Đêm khi phát sóng sẽ để ý đến Cindy một chút. Nhưng hai người họ nói rằng bây giờ không dám động vào các PD vì họ sẽ coi đó là lạm dụng chức quyền. Nghe vậy Bayern Mi Xúc cũng cạn lời mà đành đến để hòa giải với Jun Mo, nhưng anh vẫn tỏ thái độ bực tức vì lần cãi nhau trước của hai người. Bà xin anh hãy chiếu cố đến Cindy, không quên dặn Jun Mo mình mang đến nhiều đồ ăn mà dặn anh nhớ ăn. Lúc này Seung Chan được Jun Mo giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn cho mình. Đến nơi hôm trước cậu cùng Jun Mo và Jae Jin nhậu đang định mua đồ ăn, chủ quán ở đó nhìn thấy Seung Chan lại hỏi cậu đã tỉnh rượu chưa. Tò mò vì lần trước mình đâu có say, cậu liền hỏi bà chủ vụ việc ngày hôm đó. Bà nói rằng ngày hôm đó cậu và Jae Jin say đến nỗi Jun Mo phải dìu họ về. Lúc này Seung Chan mới nhớ lại rằng bản thân mình đã nhầm, không phải cậu dìu Jun Mo và Jae Jin về mà là Jun Mo dìu họ về. Vậy chứng tỏ những gì ngày hôm đó Jae Jin nói sếp Jun Mo vẫn nhớ y nguyên chỉ là giả vờ để họ không nghĩ ngợi gì thêm. Trở về cùng hai cốc nước, Seung Chan cùng sếp Jun Mo tiếp tục cho phần chỉnh sửa video. Cậu coi như bản thân chưa biết chuyện ban nãy. Trở về, Seung Chan hẹn Jae Jin ra ngoài để nói chuyện.
vì không muốn cô lo lắng vì Jun Mo vẫn nhớ buổi nhậu hôm trước của họ. Anh nhắc lại cho Jae Jin rằng Jun Mo đã không nhớ gì vì mình vừa được sự xác nhận của bà chủ quán nhậu hôm trước. Nghe được vậy, Jae Jin cũng tin Seung Chan mà yên tâm. Cô nói rằng qua chuyện đó bản thân cảm thấy xấu hổ khi gặp cậu, nhưng Seung Chan lại không thấy như vậy mà nói rằng mình hiểu được nỗi lòng Jae Jin. Cậu nói rằng khi mình thích ai đó điều này không có gì sai trái cả. Jae Jin mỉm cười nói với Seung Chan rằng số phận mình thật trớ trêu khi căn nhà mình ở vốn là của nhà cô nhưng vì bố mẹ làm ăn thất bại. Mà giờ đây cô vẫn ở đó nhưng lại là ở thuê cùng Jun Mo. Cô ngồi đó kể về kỷ niệm thuở bé của mình và Jun Mo. Seung Chan ngồi đó nghe đàn chị kể những chuyện này mà cảm thấy thương cô. Chuyển cảnh ngày hôm sau, Kim Hong Sun cùng Jae Jin đang ăn sáng cùng nhau để bàn luận về chương trình đặc biệt sắp tới họ sẽ làm. Cậu nói rằng để chào mừng tháng gia đình sẽ có một chương trình đặc biệt. Ngày hôm đó sẽ có các đại biểu thành phố cùng những người tai to mặt lớn có mặt ở đó. Vì vậy, Kim Hong Sun nói rằng cần Jae Jin tham gia cùng mình để phụ trách sân khấu cho người biểu diễn. Nhìn người biểu diễn là Cindy khiến cô lại sôi máu vì tránh không được nay lại chuẩn bị gặp. Cùng lúc đó ở bên phía Cindy, cô đang trang điểm để đi diễn. Người quản lý của cô đọc quả lịch trình ra mà chúng ta nghe chóng mặt. 22 show diễn một tuần đúng là bóc lột sức lao động của Cindy mất. Nghe đến show diễn có Jae Jin quản lý phần sân khấu, Cindy liền hỏi quản lý xem đội của Seung Chan sẽ có mặt hay không. Nghe cô nói vậy, anh lại tưởng Cindy thấy Seung Chan kia phiền mà nói rằng sẽ để ý đến mà không cho anh tham dự, khiến cô cạn lời. Chuyển cảnh văn phòng, mọi người đang dự đoán về số lượng người xem chương trình 2 ngày 1 đêm sắp được phát sóng. Một lần nữa, Seung Chan lại bị sếp mắng khi dự đoán của anh lại quá thấp như một lời chú ẻo rằng chương trình sẽ không thành công vậy. Dù vậy, Jun Mo nói rằng mình tin chương trình lần này tỷ suất người xem sẽ rất cao. Tan làm trên đường trở về, anh bạn cùng phòng nói Seung Chan đừng nghĩ ngợi nhiều. Những gì Jun Mo nói dự đoán thì khi thực tế sẽ hay bị ngược lại. Điều này khiến Seung Chan bật cười vì những phán đoán của Jun Mo. Về đến nhà, bố mẹ Seung Chan cùng anh chị em tập trung xem chương trình con trai mình làm phát sóng. Nhưng cả nhà dù rất ủng hộ con trai vẫn không thể nào cố cười được. Hơn nữa, bà mẹ Seung Chan thấy con trai mình buộc dây giày cho Cindy thì lồng lộn lên mà mắng. Bà không muốn cậu làm quen với một người phụ nữ ăn mặc như vậy. Ở bên kia, Jun Mo và Jae Jin cũng đang đón xem chương trình này. Mọi thứ đang trôi chảy cho đến khi Jae Jin nhìn chú thích của video phát sóng bị sai mà hỏi Jun Mo. Anh vội gọi cho đội chỉnh sửa chú thích mắng cho một trận. Cùng lúc đó, mẹ Jun Mo gọi đến cho Jae Jin nhờ cô tìm cho bà người để mai mối cho con trai. Jae Jin nói rằng mình mới thấy Jun Mo hẹn hò với ai đó mà. Lúc này mẹ Jun Mo mới nói ra chuyện anh không đi hẹn hò mà mọi thứ chỉ là nói dối để giấu cô. Nghe vậy, cô bèn gọi Jun Mo ra để nói chuyện. Ở đó, Jae Jin vẫn cố hỏi anh về chuyện đi hẹn hò hôm bữa. Nhưng Jun Mo dù không đi hẹn hò vẫn nói rằng mọi thứ ổn và họ đã hẹn nhau bữa thứ hai. Kéo Jun Mo nhìn thẳng mặt mình, cậu lại ngại ngùng mà không dám nói gì. Lúc này Jae Jin mới nhận ra bữa ăn uống vỉa hè hôm đó của họ, Jun Mo vốn dĩ không hề say. Anh làm như vậy có lẽ để rạch ròi ranh giới của hai người họ. Jun Mo lúc này mới thừa nhận mà nói rằng bản thân không dám nhận vì nếu anh nói mình vẫn nhớ sợ cả hai sẽ khó xử. Điều này làm Jae Jin buồn bã mà nói rằng đống lộn xộn này do cô gây ra, vì vậy sẽ tự mình giải quyết. Jun Mo buồn bã nhưng cũng chỉ biết lặng im. Ngày hôm sau đi làm, Jun Mo nhìn bảng hiệu suất người xem của chương trình 2 ngày 1 đêm. Quả nhiên là Seung Chan dự đoán đúng, vì vậy số tiền bọn họ cá cược trong phòng cậu đã giành được. Chuyển cảnh buổi diễn chương trình Tháng Gia Đình đã đến. Mọi người cùng Jae Jin đang bàn luận để tổng duyệt lại khâu đón tiếp một lần nữa. Cindy cũng đã có mặt ở đây mà chuẩn bị tập duyệt. Ở đó cô cứ ngóng chờ sự xuất hiện của Seung Chan nhưng không thấy anh đâu. Có vẻ sự chú ý của cô đã dành cho Seung Chan. Lúc sau Jae Jin xuất hiện muốn hướng dẫn đưa Cindy đi xung quanh để chuẩn bị cho buổi diễn. Nhưng Cindy lại nói rằng Jae Jin không cần bận tâm chuyện đó, có thể cử người khác cũng được. Và thế là Seung Chan được giao nhiệm vụ đó. Nhìn thấy Seung Chan, Cindy vui ra mặt mà đi theo anh. Đã vậy cậu còn chu đáo cào mic hát cho Cindy làm cô có chút bối rối. Seung Chan hướng dẫn cô về thời gian biểu diễn cũng như lối đi. Sau đó còn ân cần mà đưa cô đi để tránh Cindy rối trí mà quên. Mọi việc đang diễn ra bình thường thì Seung Chan vừa rời đi, rắc rối lại kéo đến. Xe đẩy nhạc cụ đang đi ra mà Cindy đeo tai nghe lại không nghe thấy. Jae Jin thấy vậy liền đẩy Cindy ra tránh bị tông vào. Hai người họ cũng vì vậy mà bị thương nhẹ phải đến viện kiểm tra. Sau khi khám thấy mình không sao, Jae Jin và Seung Chan đến hỏi thăm Cindy. Cô xin lỗi Cindy mà nói rằng mình cũng chỉ muốn cứu cô, không nghĩ rằng bản thân lại đẩy Cindy bị ngã như vậy. Cindy cũng không trách Jae Jin vì chuyện đã xảy ra và cô cũng không có ý xấu. Lúc này Bian Mi xúc đến viện cho quản lý Cindy một cái tát vì tội không giữ an toàn cho cô. Jae Jin và Seung Chan nghe vậy thì bực tức mà lên tiếng bảo vệ cho Cindy, cuối cùng lại bị đuổi ra ngoài. Đến công viên, Jae Jin ngồi đó mà bật khóc vì chuyện xảy ra ngày hôm nay. Mọi thứ đang êm đẹp, cuối cùng cô lại là người phá hỏng nó.
Seung Chan thấy Jae Jin khóc thì đi tới an ủi chị vì anh thấy từ trước giờ Jae Jin rất mạnh mẽ không yếu đuối như này. Cũng phải thôi vì ai chả có lúc yếu mềm chứ. Ngồi lại Jae Jin trách Seung Chan vì không dùng kính ngữ với mình. Anh cảm thấy bản thân mình đã đủ trưởng thành nên không cần dùng nó nữa và nói với Jae Jin từ giờ sẽ ít dùng kính ngữ lại. Bên này Jun Mo không thấy Jae Jin về thì vô cùng lo lắng không biết cô rong chơi nơi đâu giờ này chưa thấy về. Jae Jin thì lại không muốn về nhà vì ngại Jun Mo nên cô quyết định tới công ty ngủ. Còn đang tính đi thì anh ấy nhắn tin tới kèm hình ảnh chuẩn bị cất chiếc túi sách đắt tiền của mình. Thấy vậy Jae Jin liền ngay lập tức chạy về nhà ngăn cản Jun Mo lại. Ngày hôm sau trên đường tới công ty Seung Chan lại bắt gặp Jae Jin đang ngồi đợi xe. Anh tạt vào rồi ngỏ ý đưa cô đi cùng. Thấy vậy Jae Jin liền đồng ý. Cindy bên này ngồi trên xe trở về lại thấy hai người liền nhân thời cơ anh tài của mình không để ý lẻn ra ngoài rồi trốn lên xe của Seung Chan. Hai người bỗng dưng thấy cô thì ngớ người không hiểu tại sao Cindy lại xuất hiện trong xe của mình. Còn anh tài kia thì vẫn chưa biết sự mất tích của Cindy nên vẫn bắt chuyện nhiệt tình với cô đến khi không thấy Cindy đâu liền hốt hoảng gọi điện cho cấp trên. Cindy xin Seung Chan và Jae Jin cho mình cư trú tạm tại nhà hai người 3 ngày để nghỉ vì từ khi làm đến nay đã 10 năm cô chưa từng có một ngày nghỉ nào cả. Bên phía công ty giám đốc khi nghe tin Cindy mất tích thì vô cùng điên tiết điều động đàn em đi tìm cô ngay lập tức vì tối nay cần có sự xuất hiện của cô. Cindy được Jae Jin đưa về nhà của Jun Mo để ở có điều việc này cô lại chưa cho anh biết ngay mà để tạo bất ngờ lớn. Tối đó Seung Ha mang đồ ăn tới cho hai người lại được Cindy rủ ở lại ăn cơm. Jun Mo vẫn chưa biết gì về nhà lại thấy Seung Chan ở đây. Anh cứ nghĩ Seung Chan chuẩn bị làm thánh ăn trực bên nhà mình khi mở cửa nhà vệ sinh ra lại hết hồn khi thấy Cindy ở đây. Anh phổ biến quy chế ở nhà mình với Jae Jin và trách cô rước thêm cục nợ về nhà mình. Đến cuối cùng anh vẫn phải để Cindy ở lại vì đồng cảm với câu chuyện của Cindy. Lúc sau giám đốc của Cindy gọi cho Jun Mo khiến ai cũng hết hồn. Cindy thấy vậy thì muốn rời khỏi đây nhưng Jun Mo không cho cô làm vậy và nói mình xử được vụ này. Ngay sau đó anh xuống nói chuyện với giám đốc của cô nhưng cô ta không nghi ngờ Cindy ở đây mà chỉ hỏi xem Jun Mo có biết thông tin của Cindy không mà thôi. Anh quay trở lại nhà sau đó ngồi lại uống bia tâm sự cùng mấy người kia. Cindy nói mình không uống được rượu bia ấy thế mà cô lại là người uống nhiều nhất. Đến khi say cả hai cô gái lại vô cùng nhiễu khiến cho hai anh trai vô cùng bối rối không biết xử lý sao với hai cái người này. Ngày hôm sau Jun Mo và Jae Jin khuyên Cindy hãy quay trở về vì cô vẫn còn phải đi diễn rất nhiều chương trình. Cindy không muốn và quyết định ở lại đây 3 ngày vì 10 năm nay cô mới có cảm giác được đón sinh nhật ở nhà. Giám đốc của Cindy bên này vì không tìm thấy cô cho nên quyết định chơi bài tung tin đồn trên mạng tạo áp lực cho Cindy quay trở lại. Jae Jin đến công ty thấy được đồng nghiệp nói về bài đăng của Cindy trên mạng xã hội. Một người khác lại nói có bài viết đăng về vấn đề Jae Jin làm bị thương Cindy và được rất nhiều người bỏ phiếu cho là đúng. Jae Jin hết hiểu nổi vì khi đó cô có đỡ hộ Cindy khiến tay mình bị thương để bây giờ bản thân lại trở thành người mang tội lỗi. Đến khi ra ngoài Jae Jin lại thấy xe mình bị phá khiến cô bất lực khóc không thành tiếng. Mọi người trong văn phòng lúc này vẫn không biết ai là người đăng tin này lên. Jun Mo nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với giám đốc Byun, anh mới ngờ ngợ ra chị ta đang dồn áp lực lên người của Jae Jin. Cô đi ra ngoài lại bị mấy người ở đây cười trừ vì tin đồn trên mạng. Còn đang cãi lại thì Seung Chan xuất hiện đưa cô về. Jae Jin cảm thấy chuyện này thật kín trái nà đối với cô nhưng đúng lúc điện thoại có thông báo mở ra mới thấy toàn là tin nhắn của fan Cindy nhắn tới chửi cô. Đến lúc này Jae Jin mới cảm thấy giám đốc BU thật đáng sợ với cái cách truyền thông của chị ta. Seung Chan nhớ ra cô có số điện thoại dán trên xe ô tô nên bảo Jae Jin đi gỡ nó để tránh bị làm phiền. Đúng lúc cô sang đường thì có một chiếc xe máy phóng nhanh đi tới thấy vậy Seung Chan liền nhảy ra để chở che cho cô. Thấy nó chẳng có chút nguy hiểm gì nhưng Seung Chan lại làm lố khiến Jae Jun có chút khó chịu. Lúc sau trong khi nhờ anh đi vứt hộ vỏ nước Jae Jun lại gặp một anh chàng nhìn như văn nghệ sĩ. Thấy anh này bảo quen mình nhưng Jae Jun nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy quen. Seung Chan thấy tên này đang tán tỉnh cô thì liền đi tới khoác vai rồi tỏ ra rằng mình là người yêu của cô. Lúc này anh chàng văn nghệ sĩ kia mới cho biết mình tên là Mi Yong Cheol. Nghe tên cái cô liền nhận ra anh ngay có điều hơi mập mạp hơn trước nên khi mới gặp khó có thể nhận ra. Sau khi Mi Yong Cheol đi Jae Jin nói với Seung Chan về việc anh đang làm với mình và không muốn anh làm những hành động lố bịch như vậy nữa. Bên này Cindy đi vứt rác lại gặp được bà cô nghiện món này. Thấy cô còn trẻ mà tốt đến như vậy thì có hơi bất ngờ vì giới trẻ hiện nay còn không coi luật lệ ra cái gì. Đã thế vỏ chai còn tháo cả nhãn hiệu ra khiến bà thím này càng thêm ngưỡng mộ cô hơn. Tối đó trở về Seung Chan dẫn Cindy ra ngoài dạo một vòng trên chiếc xe lăn. Đến một nơi đầy những ánh sáng Cindy cho Seung Chan biết nơi này 10 năm trước chính là địa điểm giám đốc Byun đưa cô vào đời. Việc mà thời gian qua Cindy làm chính là leo lên đỉnh Olympia nhưng bây giờ đối với cô nó không còn quan trọng và chỉ muốn tụt dốc nhanh chóng kết thúc chặng đường 10 năm mệt mỏi dài đằng đẵng này. Sau khi gặp giám đốc Byun, Cindy chỉ quanh quẩn trong phòng tập ở Seoul.
Bố mẹ thường tới thăm cô 2 tuần một lần nhưng rồi cả hai người bỗng dưng qua đời do tai nạn xe khi trên đường tới thăm cô. Lúc đó Cindy đã rất hối hận khi đi theo giám đốc Byun. Seung Han an ủi Cindy mạnh mẽ vượt qua tất cả vì vẫn còn có anh ở bên cạnh. Cô cảm động trước những lời nói của anh rồi từ từ tiến tới hôn nhẹ lên môi của Seung Chan. Ngày sau nụ hôn môi này, Seung Chan đứng hình mất mấy giây vì nghĩ một thằng cu đơ như anh lại được một cô gái xinh đẹp chủ động hôn môi như vậy. Shin Ki còn tiện chụp một tấm ảnh với Seung Chan nhưng do anh ngại nên tấm hình nó nhìn đen thui thủi lùi. Đến giờ đi xem bắn pháo hoa, hai người tụ họp lại với Jae Jin và Jun Mo. Bốn người xem bắn pháo hoa cùng nhau tiện đây chúc mừng sinh nhật tuổi 23 cho Cindy. Cô thấy Jae Jin khoác vai với Seung Chan thì hơi khó chịu trong lòng, không ngại cái chân đau mà đứng dậy ghé sát vào người anh. Cả lũ sau đó tới hát karaoke, trong khi Jae Jin và Jun Mo còn đang chung đôi thì Seung Chan và Cindy lại đơn phương độc mã. Đã thế anh còn lê hát bài liên quan tới tình chị em nữa khiến cho cô càng thêm ghen tuông, quyết định tắt nó đi rồi lên biểu diễn bài hát thể hiện tình cảm của mình cho anh nghe. Thấy tình cảm cô dành cho mình nhiều đến như vậy, Seung Chan cũng thấu hiểu một phần nào đó. Ngày hôm sau cũng đến lúc Cindy phải rời đi. Vì có quá nhiều kỷ niệm ở đây cho nên cô gỡ bỏ trói buộc trong lòng, sau đó chụp chung tấm ảnh với Jae Jin. Trên đường trở về lại bắt gặp Seung Chan đang thong thả trên đường, thấy vậy cô liền ngoảnh đầu lại nhìn anh vì không biết từ đây hai người còn có thể gặp nhau lần nữa hay không. Jae Jin đến công ty lại được đồng nghiệp khoe có người tặng quà cho cô, cứ nghĩ là anti fan tặng cho nên cô rất sợ khi mở nó ra. Ấy vậy trong đó là vô số món quà đáng yêu từ fan của Cindy gửi tới, kèm theo là tấm ảnh chụp hai người trên mạng xã hội để xóa bỏ hiểu nhầm trước đó. Trong bữa ăn buổi trưa đó có sự xuất hiện thêm của một người bạn Jae Jin. Anh này thấy cô độc thân cũng đã lâu rồi cho nên ngỏ ý giới thiệu bạn của mình tới cô. Seung Chan và Jun Mo nghe thấy vậy có chút hơi nóng trong người nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm để cho bữa cơm này tràn đầy hạnh phúc to của trường con. Biết thanh niên kia không ăn được cay cho nên Seung Chan cố tình không đưa cho anh ta kẹo khi ra về để cho tên này càng thêm cay cú. Trước đó ở trong quán ăn, Seung Chan đã cố tình lấy hết kẹo để chôn Hàn Quốc anh ta, đến giờ mới có thể được một fan vui trong lòng như này. Bên chỗ Cindy cô gặp mặt giám đốc Byun để nói chuyện. Chị ta hỏi xem sự mất tích 3 hôm nay của Cindy nhưng cô chỉ nói rằng mình đi chơi với bạn khiến chị ta bất ngờ. Cindy thì nghĩ mình là công cụ kiếm tiền quan trọng nhất của giám đốc Byun nên rất tự tin tỏ ra mình là quan trọng. Chị ta thấy cô đắc ý như vậy thì tuyên bố thẳng trước đây khi cô chưa làm chị ta cũng từng có người quan trọng như cô bây giờ. Đến khi bỏ đi chị ta đã tìm được Cindy thay thế nên đừng nghĩ mình quan trọng trong lòng chị đây, vì thiếu cô thì chị ta vẫn tìm được một người khác để thay thế. Tối đó trong khi bê đồ hộ Jae Jin, Seung Chan đã hỏi về người đàn ông PD Kim hôm nay đã mai mối cho Jae Jin. Với tư cách là một thằng đàn ông, Seung Chan khuyên Jae Jin không được qua lại với PD Kim vì anh cảm thấy con người của anh ta không được tốt cho lắm. Jae Jin thấy anh đang lo việc bao đồng hơi nhiều nên không quan tâm lời Seung Chan cho lắm. Mới cả mẹ cô cũng nói hãy tìm đại một người thích hợp để hẹn hò cho NNB. Jae Jin thấy cơ hội này rất hợp. Jae Jin sau đó muốn trả tiền anh chuyện lần trước nhưng Seung Chan không nhận mà muốn cô trả bằng tình cảm kiểu khác. Thấy Jae Jin hơi ngập ngừng, anh liền giảm cho 20%, thấy vậy cô liền đồng ý vì quá hời. Cindy bên này thì vô cùng sốt ruột khi không thấy Seung Chan nhắn tin cho mình. Còn tính nhắn tin cho anh nhưng với thể diện của một người phụ nữ cô lại chẳng thể nhấn gửi tin nhắn. Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh quản lý lại đi vào thông báo có PDK dù đi tới đây, thấy vậy Cindy liền nhận ra là Seung Ha liền muốn đi gặp anh. Xong lại thay lòng không muốn gặp, cứ thế lặp đi lặp lại cô vẫn ra gặp Seung Chan. Anh muốn nói chuyện với cô nhưng Cindy lại không muốn và bảo Seung Chan nói chuyện với quản lý của mình. Anh nói nhỏ lời thì thầm của đá, thấy vậy Cindy tò mò mà hỏi quản lý mới biết được Seung Chan nhắc cô đóng lại cúc áo. Sau khi quay phóng sự về Cindy xong, Seung Chan và cô ngồi lại tâm sự mỏng. Cindy cứ ngỡ là anh nói chuyện tình cảm với mình nhưng anh lại nói chuyện về phóng sự vừa nãy vì không tin cô bạn kia là người thân của Cindy. Cô chán nản khi nghe anh nói lời này và muốn rời đi. Seung Chan vẫn muốn nói chuyện này khiến cô một lần nữa thất vọng vì mãi hai người mới gặp nhau mà giờ chỉ có thế này. Cô trở về phòng ngắm mình trong gương bỗng dưng bật khóc nức nở vì tủi thân. Bên công ty của Seung Chan hôm nay có một buổi rèn luyện sức khỏe cho các nhân viên quanh năm làm bạn với cái máy tính. Tiết mục đầu tiên đó là ném bóng của các chị em phụ nữ. Được cái có cô nhân viên ngon từ trên xuống dưới, đã thế còn ném bóng hay khiến cho hội đàn ông lần lượt rụng trứng cút. Tiếp theo đó là màn chạy nước rút giữa PD Kim và cô MC. Anh này cứ ngỡ là ăn được, ai ngờ cô kia bứt tốc giành chiến thắng ngoạn mục trước PD Kim. Tiếp đó là cuộc thi bóng đá của cánh đàn ông, theo dự đoán thì chắc chắn đội xanh sẽ thắng vì bên đó có giám đốc. Cuộc thi bắt đầu khi bóng tới chân của giám đốc, ai cũng né để cho ông dẫn bóng vào gôn, ai ngờ Seung Chan lại đi tới cướp bóng làm cho giám đốc ngã sấp mặt. Tiếp theo đó bóng lại vào chân của giám đốc, mọi người lần này cẩn thận hơn khi ngăn cản lại không cho Seung Chan cướp bóng. Cuối cùng do quá thuận lợi cho nên giám đốc đã thành công ghi bàn khiến thủ môn đội bạn cũng ăn mừng thay. Do tỷ số của hai bên đều nhau cho nên diễn ra lượt sút lân lưu căng thẳng.
Người đứng ra sút đầu tiên đó là Seung Chan. Anh dồn hết tâm huyết vào cú sút này bởi biết nếu mình không sút vào thì chẳng còn ai có thể sút vào được nữa. Thủ thành bên kia không ai khác lại chính là Jun Om, một thủ môn xuất sắc nhất thế giới ảo lúc bấy giờ. Cú ra chân của Seung Chan sau đó cũng không thể nào thành công khi Jun Om đã đẩy được bóng ra ấn định chiến thắng cho bên phía của giám đốc. Lúc này một người đợi anh ở nhà, còn một người lại đợi anh cùng đi xem phim. Seung Chan không biết phải làm như thế nào. Sau cùng anh quyết định đến tìm Ye Jin nói rằng mình không thể xem phim vì Cindy đang đợi ở nhà. Trên đường về, Ye Jin vô cùng bực tức mà trách móc Seung Chan nói anh hãy nhanh chóng không Cindy lại ướt hết. Jun Mo lúc này thấy Cindy chờ đợi Seung Chan dưới mưa thì nói cô hãy về tạm nhà của mình. Cindy cho biết cô không hiểu sao sự chân thành của cô lại bị mọi người coi là cô đang diễn. Cô cũng không biết cho dù là 1 hay 10 năm nữa cô sẽ làm gì. Điều này khiến Jun Mo nhớ lại ngày trước cũng có một cô gái từng bị như vậy và anh rất muốn đứng ra bảo vệ cô. Sau đó Cindy nhìn thấy vết thương trên tay Jun Mo liền sơ cứu cho anh. Đúng lúc này hai người Seung Chan về đến nơi nói rằng hai người họ định đi xem phim nhưng vì Cindy nên họ phải quay về. Nhìn thấy Ye Jin, Cindy chỉ nói qua loa cho xong chuyện rồi rời đi. Jun Mo thấy Cindy không ổn liền nói Seung Chan hãy đổi theo cô. Tuy rằng xuống đứng cùng Cindy nhưng Seung Chan lại chẳng thèm mang ô để hai người đội mưa. Cindy cho biết cô luôn bị mọi người coi là giả tạo và vô lễ. Seung Chan cũng đã từng nghe thấy những điều này nhưng hy vọng những lời nói đó không làm tổn thương đến Cindy. Nếu như Cindy thay đổi giống như những lời mà bọn họ nói thì cô đang tự làm đau chính mình nên anh khuyên cô không làm những điều này. Cindy muốn biết hai người khi nãy đã cùng nhau đi xem phim gì nhưng Seung Chan cũng không biết tên phim vì Ye Jin là người rủ anh. Điều này đã khiến cho Cindy có chút vui mừng. Trên nhà, Ye Jin nhắc nhở Jun Mo cần phải sửa lại một số việc trong nhà bởi vì cô sắp chuyển sang nhà mới. Jun Mo biết cô sắp phải rời đi thì liền không vui ra mặt. Đến công ty, Jun Mo lại càng thêm bức xúc khi biết mọi người muốn tạm dừng hoạt động chương trình mà quát mắc. Chuyển cảnh, giám đốc Byun tìm đến Cindy để giới thiệu tài năng mới Jinny. Bà ta đưa muốn Cindy tham gia một số hoạt động sắp tới. Nhưng khi nhìn thấy lịch dày đặc và mình phải lót đường cho Jinny, cô liền cân nhắc đến việc gia hạn hợp đồng. Nhưng bà ta vẫn không sợ mà còn đe dọa Cindy. Ở một diễn biến khác, hai người Ye Jin cùng nhau đi mua đồ về thì liên tục khen ngợi Seung Chan. Thấy Seung Chan giỏi giang được Ye Jin khen ngợi, Jun Mo không vui ra mặt mà muốn đuổi cô đi trong một tuần. Hai người họ một người tung một người hứng, điều này khiến Jun Mo tức giận không nói lên lời. Đến khi Ye Jin nhờ đến sự giúp đỡ thì anh đã từ chối. Trong lúc thu dọn đồ giúp Ye Jin, Seung Chan nhìn thấy cuốn album ảnh cũ của cô liền gọi cô đến. Anh cho biết hai lần đầu hai người gặp nhau không phải là lúc đi làm. Khi cô và Jun Mo chụp hình chung thì anh chính là cậu bé đứng đằng sau. Jun Mo lúc này ngồi một mình nhớ lại năm xưa mình cũng giúp Ye Jin chuyển đồ. Tối đó Seung Chan xin được tấm ảnh của Ye Jin thì đã gặp lại chỉ để lại hai người họ. Bên ngoài, Jun Mo không muốn Ye Jin sẽ dọn đi sớm, nhưng Ye Jin lại cảm thấy hối hận khi đã chuyển đến ở nhờ nhà của Jun Mo. Cô xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối cho anh. Jun Mo muốn biết nếu như hai người họ có người khác thì liệu hai người có còn thân thiết như vậy. Ye Jin cũng không dám chắc điều này nhưng cô nghĩ đến khi đó sẽ chẳng còn quan tâm đến nhau nữa. Nghe vậy Jun Mo có chút buồn và anh không hề muốn điều này. Bất ngờ hai người thấy trên TV dạo gần đây Cindy liên tục tham gia các hoạt động nặng khi chân cô vừa mới khỏi. Sau một ngày mệt mỏi, Cindy lại bị phỏng vấn qua radio để nâng đỡ Jinny. Hai người Ye Jin thấy vậy thì biết được đây chính là chiêu trò của bà Hyun. Trước đây bà ta cũng từng làm vậy với Jun A. Ngày đó bà ta dùng Jun A để quảng bá Pinky 4. Khi sắp tái khí hợp đồng thì bà ta vắt kiệt sức của những người nghệ sĩ rồi vứt bỏ khi hết thời. Điều này khiến Jun Mo nhớ lại khi sữa Jun A hết thời thì đã bị cả công ty quay lưng chống lại cô. Mặc dù anh đã cố đứng ra bảo vệ thuyết phụ mọi người nhưng đều không được. Hôm sau Ye Jin trên đường đi làm chợt nhớ mình đã quên điện thoại liền quay về để lấy. Vì vội vã nên cô đã đỗ xe không đúng quy định mà bị bà cô trách móc. Ye Jin xin lỗi về vấn đề này nắng rằng mình đang vội nên mong bà thông cảm. Nhưng dù cô có nói thế nào thì bà cũng không đồng ý yêu cầu cô đỗ lại cho đúng. Khi hai người đang tranh cãi thì Seung Chan bất ngờ xuất hiện nói rằng bà là mẹ của mình khiến hai người ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó cả hai liên tục xin lỗi về hành động khi nãy của mình. Trên đường di chuyển, Seung Chan liên tục bật cười vì hành động khi nãy của hai người họ. Anh cho biết mẹ mình có chút nghiêm với những quy định và môi trường. Nếu như Ye Jin biết đó là mẹ của anh thì đã không có chuyện này xảy ra. Ye Jin hỏi tại sao Seung Chan lại luôn giúp đỡ mình. Anh liền cho biết rằng mình thích cô. Tiện đường công tác, Ye Jin muốn anh giúp cô cả ngày mai trong chương trình của Music Bank. Nhưng khi nghe Ye Jin nói Seung Chan chính là hậu bối mà cô thích nhất đã khiến anh sung sướng. Ở nhà, mẹ của Seung Chan nói cho con gái biết mình vừa mới đắc tội với Ye Jin là tiền bối của anh, có khi nào mình đã phá hoại sự nghiệp của cậu. Chị gái tin rằng điều mà bà làm chắc sẽ bị Ye Jin trút giận lên đầu Seung Chan. Cô chợt nhớ mấy ngày trước Seung Chan từng nói nhà tiền bối của anh ở gần đây, tại sao bà lại không nhớ.
nhưng mẹ của anh lại cho rằng chắc chắn đó là tiền bối nam. Chuyển cảnh Junmo tức giận khi bị đồng nghiệp cướp mất phòng họp khi nhóm của anh tạm dừng hoạt động. Bất ngờ anh nhìn thấy Ye-jin đưa Seung-chan đến công ty mà còn ôm vai cậu khiến anh ngơ ngác không thèm để ý đến lời đồng nghiệp. Thấy Junmo mệt mỏi, Seung-chan đã đến quan tâm nhưng anh lại tức giận rời đi. Seung-chan tìm đến Junbae nói về việc này cho anh biết. Junbae thấy vậy cho biết vì tạm dừng ngừng rồi bị nhóm khác chen vào khung giờ của bọn họ nên Junmo mới tức giận như vậy. Điều anh cần làm là phải tìm cách giúp Junmo vui lên. Nhưng khi nhìn thấy kịch bản của nhóm khác trong tay Junbae thì anh đã vội vàng cầu xin Seung-chan đừng nói cho Junmo biết mình đang giúp họ. Ở một diễn biến khác, Ye-jin thấy Ja-jong ăn mặc không đúng chuẩn mực thì đến nhắc nhở tiền bối của cô. Nhưng tiền bối của Ja-jong cho biết mình cũng đã từng nhắc nhở nhưng cô ấy thấy nóng lên mới mặc như vậy. Mỗi khi nhóm có việc cần nhờ Ja-jong thì mấy nam nhân trong công ty lại xúm lại giúp đỡ cô ấy. Tối đó Seung-chan đến giúp đỡ Ye-jin dọn dẹp ở ngôi nhà mới. Còn mẹ của anh thì ở nhà hết lời ca ngợi con trai của mình vô cùng tài giỏi, sợ rằng hàng xóm khó tính Ye-jin sẽ tán tỉnh anh. Khi cả hai đang chuẩn bị ăn thì Junmo bất ngờ bước vào. Biết được mật khẩu cửa Ye-jin để là sinh nhật của Junmo đã khiến Seung-chan buồn lòng. Chuyển cảnh Seung-chan đến nhắc nhở Cindy chuẩn bị tới cảnh diễn thì giám đốc Byun đưa Jinny đến. Nghe bà ta muốn Seung-chan chiếu cố cho Jinny, cô liền đuổi bọn họ sang phòng khác vì trước giờ cô luôn muốn một phòng riêng. Thấy bà ta nói Jinny là một nửa của mình, Cindy biết được bà ta cũng đối xử với mình giống như Juna. Giám đốc Hyun cho biết cái tên Cindy chính là do bà đã tạo dựng lên nên cô không hề có quyền trong chuyện này. Seung-chan thấy vậy liền muốn đưa bọn họ sang một phòng khác để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Sau đó bà ta tìm đến Ye-jin nhờ cô giúp đỡ để đưa Jinny ngày càng trở lên nổi tiếng. Nhưng chuyện lần này Ye-jin chỉ quan tâm đến Cindy vì cô chính là nhân vật chính trong album cuối cùng này. Nhưng lần phát sóng này không giống như những lần khác. Sau khi giành chiến thắng, Cindy đã thổ lộ lòng mình trước tất cả mọi người mặc cho thời gian có hạn hay mọi người có ngăn cản. Tối đó Junmo nói Ye-jin hãy cho thuê căn nhà mà cô sắp chuyển đến. Anh không muốn Ye-jin rời đi vì muốn được sống cùng với cô. Seung-chan ở một bên chứng kiến điều này thì vô cùng buồn bã. Nhưng sau khi Ye-jin nhìn thấy anh thì Seung-chan đã tặng bông hoa trên tay cho cô khiến Junmo không vui ra mặt. Seung-chan trở về với tâm trạng buồn bã, gia đình anh liền nghĩ anh đã bị tiền bối trách mắng. Anh nhìn chú gấu bông mà nhớ lại hình ảnh của Ye-jin và muốn được ở bên cạnh cô. Bên này khi hai người kia về đến nhà thì đã lập tức cãi nhau vì Ye-jin nghĩ rằng Junmo coi mình là Oshin nên mới giữ cô ở lại. Hôm sau Ye-jin rủ Seung-chan đi ăn trưa, Junmo thấy vậy liền muốn kiếm cớ không cho anh đi nhưng không thể. Trong bữa ăn Ye-jin liên tục nói về Junmo khi anh muốn giữ cô ở lại nhưng cô đã không hiểu nguyên nhân là gì. Seung-chan biết rằng Junmo cũng thích Ye-jin nhưng anh không nói cho cô biết mà chỉ im lặng. Seung-chan chỉ quan tâm đến việc Ye-jin có chuyển đi hay không. Khi nhận được câu trả lời là có thì anh đã cười thầm, Ye-jin thấy vậy thì nghĩ anh cười mình mà trách mắng. Trong phòng họp mọi người buồn bã vì chương trình mới đã hay hơn và thay thế chương trình của nhóm họ. Nhưng Junmo vẫn yêu cầu mọi người phải cố gắng mặc cho chương trình của bọn họ chỉ có 6,8% người xem. Để có thể làm chương trình hay hơn, bọn họ liền giao đoạn giới thiệu chương trình cho Seung-chan hy vọng nó sẽ cuốn hút người xem. Vì điều này rất quan trọng nên mọi người nhắc nhở anh phải làm cách nào để thu hút mọi người không thể bỏ qua chương trình này. Sau đó Seung-chan tìm đến Junbae để học hỏi kinh nghiệm nhưng Junbae cho rằng người mới như anh chỉ bị bọn họ coi là áp đặt đồ ăn. Seung-chan cho rằng chắc chắn anh sẽ làm ra đoạn giới thiệu vô cùng hay để mọi người không thể bỏ lỡ. Thấy Seung-chan mang rất nhiều đồ ăn đến công ty để làm việc, Junmo còn tưởng anh đi picnic. Sau khi xem cách mà Seung-chan giới thiệu, Junmo đã chê anh một cách thậm tệ. Junmo cho biết giới thiệu cần phải có hình ảnh của Cindy bởi vì cô ấy đang hot như vậy mới có thể cuốn hút người xem. Chuyển cảnh Cindy che kín mặt để đi gặp đám người anti-fan của mình. Sau khi biết họ anti mình vì một lần khâu trang điểm không thể chụp hình với fan và bị coi là tranh giành quảng cáo với Suzy nên cô bị ghét bỏ. Sau đó cô đã bỏ khẩu trang ra để chụp ảnh và nói rằng chính Suzy là người đã cướp đi quảng cáo của cô để đòi lại công bằng cho mình. Bị cô trách mắng khiến cho mấy người anti sợ hãi mà xin lỗi. Có được sự góp ý của Junmo, Seung-chan đã chuyên tâm vào xây dựng đoạn giới thiệu. Ye-jin đi qua thấy anh chỉ sử dụng hình ảnh của Cindy thì nghĩ rằng anh đã thích cô ấy liền rủ anh lên tầng thượng để nói chuyện. Biết được Seung-chan đã yêu đơn phương rất lâu, Ye-jin khuyên anh hãy thẳng thắn nói cho người ấy biết vì yêu đơn phương vô cùng đau khổ. Seung-chan biết được Ye-jin đang lầm tưởng anh yêu Cindy thì vô cùng bất ngờ định giải thích nhưng cô lại không cho anh mở miệng. Ye-jin liên tục nhắc nhở và nghĩ cách để xem có thể làm thế nào giúp anh tỏ tình với Cindy. Sau đó Seung-chan hỏi Ye-jin làm thế nào thì mới có thể làm đoạn giới thiệu hay hơn. Tối đó Hong-sun nói cho Junmo biết trước đây mình rất ghét Yang-mi nhưng khi cô nghỉ thì anh lại cảm thấy trống vắng, có vẻ như mình đã thích cô. Trở về nhà, Junmo đã vào phòng giúp Ye-jin bắt muỗi, cô cho biết mình sẽ quyết định chuyển đi.
Jun Mo nghe vậy liền hỏi cô liệu rằng ở chung lâu như vậy lại không hiểu những gì anh muốn. Nhưng hai người ở chung lâu như vậy khiến cho Ye Jin cảm thấy hai người có nhiều lúc trên tình bạn dưới tình yêu. Việc cô chuyển đi chính là cách duy nhất để bọn họ chấm dứt những chuyện bối rối này. Bên này Seung Chan vẫn đang dựng đoạn giới thiệu thì phát hiện Cindy đã từng nhìn trộm anh mà cười. Cindy sau khi nhận được kịch bản của đoạn giới thiệu thì chê bai không biết ai viết nó mà lại có thể dở như vậy. Nhưng sau khi nghe quản lý nói đó là do Seung Chan viết thì cô lại quay 180 độ rất muốn đi mà không hề muốn đổi kịch bản. Nhưng khi vừa đến quản lý đã trách móc Seung Chan khiến Cindy tức giận mà đuổi anh ta ra ngoài. Seung Chan cho biết anh rất muốn đoạn giới thiệu này thu hút người xem nên người được yêu quý nhất chính là Cindy phải xuất hiện. Vì Seung Chan, Cindy đã cố gắng hết sức để làm đoạn giới thiệu. Sau đó đồng nghiệp muốn đăng ảnh của Cindy nhưng Seung Chan lại nói nó không đẹp. Sau nhiều đêm xây dựng thì Seung Chan đã phát hiện ra nhiều góc máy khiến Cindy đẹp hơn, giống như cái cách cô nhìn anh khiến Cindy ngại ngùng. Khi mọi người rời đi, Seung Chan gửi lời xin lỗi chân thành đến Cindy vì những điều anh đã nói trước đây. Bây giờ Ye Jin trở về thấy hai người họ ở cạnh nhau thì hỏi Cindy người mà cô cảm ơn khi đã làm cây dù bên cạnh cô là ai khiến Cindy ngại ngùng. Trong thang máy, Seung Chan cho biết người mình thích không phải là Cindy. Điều này khiến cho Ye Jin tò mò nhưng Seung Chan lại ngượng ngùng không dám thổ lộ cho cô biết. Trên đường về, quản lý đã tự mình đa tình khi nghĩ mình chính là cây dù của Cindy. Nhưng khi biết người đó là Seung Chan đã khiến cho quản lý tức giận. Chuyển cảnh Cindy đến buổi họp báo của mình, biết được có cả Ginny thì bức xúc. Cô bước vào đạp ghế của Ginny sang một bên để giành lại chỗ trang điểm của mình. Trước họp báo, Ye Jin liên tục được mọi người xin chữ ký và chụp hình chung nhưng Ginny lại chẳng có ma nào thèm ngó tới. Tối đó, mẹ của Seung Chan bất ngờ gặp hai người Jun Mo liền mời hai người họ về ăn cơm. Trong bữa ăn, cha mẹ Seung Chan liên tục khen ngợi con trai mình tài giỏi, sợ rằng ca sĩ nổi tiếng sẽ thích anh khiến Seung Chan ngại ngùng. Khi cả nhà xem đoạn giới thiệu của Seung Chan trên TV thì đã bị chê dở thậm tệ, nhưng trước mặt bố mẹ anh, Jun Mo đã nói dối mà dành lời khen cho anh. Chuyển cảnh Cindy nói cho giám đốc Hyun biết cả hai đã cùng hợp tác đều có lợi nhưng không hiểu sao bà lại muốn kiện cô trong khoảng thời gian cô nằm viện. Nhưng Cindy đã có luật sư nên cô tin rằng bà không thể làm gì được cô. Cô sẽ làm việc hết sức cho bà ta trong 10 tháng nữa cho đến khi hết hạn hợp đồng. Cô hy vọng bà ta sẽ không phá hủy đi hình ảnh của Cindy giống như Jun A. Cindy cũng nhắc nhở Ginny rằng tưởng lai cô cũng sẽ như vậy nên hãy cân nhắc lại. Trong phòng của Seung Chan, chú gấu bông đã thu hút sự chú ý của Ye Jin. Nhưng khi cô chạm vào thì chú gấu bất ngờ phát lại đoạn ghi âm của Seung Chan. Lúc này cô mới biết người mà Seung Chan thích chính là mình chứ không phải Cindy. Bây giờ cô mới nhớ lại trước đây anh cũng đã từng nói cho cô biết nhưng Ye Jin lại chẳng thể nhìn ra tình cảm Seung Chan dành cho mình. Seung Chan và Ye Jin ngồi tâm sự ở công viên. Sau những chuyện đã xảy ra, cô không nghĩ Seung Chan lại thích mình. Anh thì cũng không hề cố tình làm điều đó nhưng do đã thích quá rồi nên lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm với tiền bối. Nói xong, anh kéo Ye Jin lại trao cho cô một nụ hôn sượng chân. Vì hành động đó mà Seung Chan đã bị Ye Jin kiểm điểm vì đã quá bạo dạn. Ai nhìn vào lại tưởng cô đang lợi dụng hậu bối thế có chết không. Lần này Seung Chan mạnh dạn đứng trước mặt nói ra điều mình làm là thật tâm và muốn chị chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng Ye Jin không muốn phá vỡ mối quan hệ hết sức tự nhiên này nên cô mong cả hai sẽ duy trì ở mức như ban đầu. Đôi khi duy trì mối quan hệ vốn có sẽ tốt hơn để sau này cả hai đỡ phải khó xử, nhưng Seung Chan vẫn xin được có một cơ hội và mong muốn được bảo vệ mối quan hệ này. Ye Jin trở về nhà thì thấy Jun Mo vẫn ngồi đợi mình. Tiện đây Ye Jin hỏi anh bạn lý do tại sao bản thân cô lại cứ tỏ ra mạnh mẽ không cần thiết vì vừa mới từ chối tình cảm của một người. Jun Mo mới đầu nghe cũng không hiểu cho lắm nhưng anh chợt nhận ra người bị từ chối tình cảm kia chắc chắn là Seung Chan. Gớm nữa, có gì mà Jun Mo lại không biết. Vì quá hiểu tính cách của cô bạn thân suốt 25 năm qua nên Jun Mo đã cho Ye Jin lời khuyên rằng hãy cứ sống thật. Với cảm xúc của mình không cần phải cố kìm nén hay thay đổi chỉ vì bản thân không muốn. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên để thấy lòng được nhẹ hơn. Seung Chan trở về nhà hỏi mẹ về chuyện tình năm xưa với bố. Mẹ anh gặp bố anh lần đầu khi xem mắt và sau một tháng thì kết hôn luôn. Đôi khi bà thấy đó là một người chồng nhưng đôi khi cũng là một tên phiền phức. Trước đó bà từng hẹn hò với một người đàn ông khác và tự hỏi nếu kết hôn với người đó thì bây giờ bà có thật sự hạnh phúc. Câu chuyện này làm Seung Chan có chút thay đổi về nhân sinh quan nên tối đó anh đã ngồi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ nên từ bỏ tình cảm và giữ mối quan hệ nguyên bản như hiện tại là điều tốt nhất. Hôm sau, Jun Mo và Ye Jin dọn nhà rời khỏi khu chung cư của gia đình Seung Chan. Người hàng xóm cảm thấy khó chịu vì chiếc giường mà Ye Jin để lại mặc dù cô đã thuê người để mang nó đi tái chế. Mẹ của Seung Chan ra mặt và giải quyết vấn đề cho người hàng xóm kia bớt lắm mồm lại. Seung Chan được mẹ cho hay người hàng xóm tiền bối của anh đã dọn đi, từ giờ anh không phải lo lắng bị nhỏ đó bắt nạt nữa. Lập tức Seung Chan chạy đi tìm Ye Jin, nhưng khi anh xuống tới nơi thì Ye Jin đã lên xe đi mất.
chẳng kịp nói với nhau lời từ biệt tử tế nên trong lòng đầy luyến tiếc. Sáng hôm sau trở lại công ty, mọi người nhận thấy tỷ suất người xem của chương trình chiến tranh giữa các vì sao tăng mạnh, còn tỷ suất của hai ngày một đêm giảm trầm trọng. Việc này khiến Jun Mo buồn ra mặt nên giám đốc Kim đã mời anh ta và Seung Chan đi ăn trưa. Giám đốc cho hay với tỷ suất người xem như vậy có khi phải dừng lại chương trình của Jun Mo và đẩy mạnh thời lượng phát sóng cho chiến tranh giữa có vì sao. Nghe hơi bất công nên Seung Chan đã tặng cho giám đốc Kim một lon nước soda bắn đầy ga vào mặt. Sau đó Seung Chan tới xin ý kiến của Jun Bae và được anh ta tư vấn cho rất nhiều ý tưởng để thiết kế chương trình. Đây cũng là chương trình đầu tiên mà Seung Chan làm phụ trách sản xuất nên anh không muốn nó bị hủy như thế. Anh mong tỷ suất người xem chương trình của anh sẽ tăng và hơn hết anh muốn chứng minh bản thân với một người con gái mà anh thầm yêu. Sau đó ở phòng họp, nhóm sản xuất của Seung Chan đã tranh giành với phòng ban khác. Vì chưa có quyết định chính thức cho chương trình 2 ngày 1 đêm nên không nhóm nào được xâm chiếm khu vực này, chỉ đến khi Jun Mo tới nhóm đối thủ kia mới chịu rời đi. Tổ sản xuất 2 ngày 1 đêm bắt đầu ngồi lại họp bàn chiến thuật để xem làm nội dung thế nào hút lại người xem. Bên này Cindy được đàn em cho xem kết quả tìm kiếm của cô trên mạng, toàn là những xin xàm xí hạ thấp nhân phẩm. Để vực lại chuyện này, Cindy liên hệ với Seung Chan để hẹn gặp trao đổi công chuyện. Seung Chan thì cũng rất bất ngờ khi trên mạng lại xuất hiện những thông tin tìm kiếm bê bối Cindy như vậy, nhưng anh thấy nó lại rất đáng yêu và gần gũi. Thế nhưng Cindy vẫn bắt đền anh phải chịu trách nhiệm với cô trong việc này, đền bù những hình ảnh xấu của cô bị Giang Cư Mận lan truyền trên mạng xã hội. Cho anh thời gian suy nghĩ, lúc nào nghĩ ra thì liên lạc lại với cô. Tối đó, Lee Jin dọn đến nơi ở mới thì gặp vấn đề với người vận chuyện. Anh ta chỉ chuyển đồ đến thôi, còn bê đồ lên cô phải gọi người khác. Thật may Seung Chan xuất hiện như một nam thần giúp tiền bối mang đống đồ đó lên. Anh Jun Mon cũng tới nơi và cùng hai người vận chuyển đồ vào phòng. Sau đó hai anh chàng còn giúp Lee Jin dọn dẹp sắp xếp đồ đạc một cách hết sức cẩn thận. Sau khi tất cả tươm tất, Lee Jin mời hai anh chàng ăn tối coi như lời cảm ơn. Ăn xong cô tiễn khách ai về nhà nấy. Vì Jun Mo đang tiện đường đi qua nhà Seung Chan nên anh chàng vội leo lên xe để xin đi ké. Hôm sau tới công ty, Jun Mo vô cùng thất vọng khi tỷ suất người xem chương trình 2 ngày 1 đêm liên tục suy giảm. Giám đốc Kim muốn mời nhóm sản xuất của Jun Mo đi ăn mừng vì chiến tranh giữa các vì sao ngày càng thành công nhưng anh từ chối. Thấy vậy Seung Chan cũng từ chối khéo cuộc vui đó, sau đó ra công viên ăn trưa cùng Jun Mo. Hai anh chàng vừa ăn vừa than rời than đất, không hiểu lý do gì mà chương trình của mình lại bị tụt lượng người xem đến vậy, chắc do đây là ý trời sắp đặt. Còn bên này Lee Jin rủ cô đồng nghiệp Dạ Dung đi uống cà phê. Nhỏ đó phát hiện ra Lee Jin đang vướng vào mối tình tay ba nên cho lời khuyên chân thành. Một là hẹn hò với cả hai người trước khi kết hôn. Hai là từ chối tình cảm của một người mà chị cảm thấy có lỗi nhất, vì nếu cảm thấy có lỗi sẽ không thể quen nhau. Chuyển cảnh tối hôm đó, Lee Jin đã hẹn Seung Chan đi ăn một bữa hải sản rất vui vẻ. Trên đường trở về, Lee Jin đã thổ lộ hết lòng mình với Seung Chan. Và cuối cùng Lee Jin cũng quyết định chọn Seung Chan là người để cô từ chối tình cảm mặc cho anh cố gắng níu kéo, mong tiền bối suy nghĩ lại. Thế nhưng ý cô đã quyết chẳng thế nào thay đổi được nữa, Seung Chan đành ngậm ngùi ra về trong nước mắt. Còn bên này Cindy buồn bã sau khi đã tiết lộ toàn bộ sự thật về gia thế của mình với cánh phóng viên trước sự tác động của bà giám đốc Mi-suk. Các trang báo đồng loạt đưa tin về Cindy nên cô quyết định thời gian tới sẽ không có thêm hoạt động gì nữa. Cũng vì điều này mà giám đốc Kim gây áp lực lên cho Jun Mo, yêu cầu anh phải tìm người thay thế Cindy trong chương trình. Seung Chan rất thắc mắc điều này, nhưng đây là chỉ thị của cấp trên, Jun Mo cũng chẳng thể cứu vãn. Ban giám đốc họp lại với Jun Mo ra chỉ thị cho anh đăng thông báo Cindy sẽ rời khỏi chương trình. Giám đốc Mi-suk cũng đưa ra lời xin lỗi và giới thiệu Jinny vào vị trí thay thế vì cô ta gần đây cũng khá nổi tiếng. Thế nhưng Jun Mo đã tự tin đưa ra quyết định đây là thành viên của anh, chương trình của anh sẽ không ai có thể can dự vào, mà hậu quả sau này thế nào anh sẽ chịu trách nhiệm. Để có vốn đầu tư tiếp tục chạy chương trình, Jun Mo gọi điện cho những nhà đầu tư để xin giúp đỡ, những họ từ chối khéo và cúp máy khiến anh khá bực mình. Ở bên này Seung Chan đã hẹn gặp Lee Jin để nói về chuyện tình cảm của hai người, lần bị từ chối hôm trước khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Anh ghét cái cách mà Lee Jin nhìn Jun Mo, và nếu cho anh một cơ hội anh sẽ thích chị một cách thật sự nghiêm túc. Tuy anh thiếu kinh nghiệm, ấu trĩ hấp tấp, nhạt nhẽo vụng về, nhưng anh tin anh sẽ cố gắng để làm chị phải thích mình. Anh muốn Lee Jin hãy cho mình một cơ hội nữa để chứng minh bản thân và sẽ không làm chị thất vọng. Tối đó Lee Cindy đang cảm thấy tuyệt vọng nhất thì cả nhóm sản xuất 2 ngày 1 đêm bỗng dưng xuất hiện ở nhà cô, cho cô thêm động lực và vực dậy tinh thần để tiếp tục hoàn thành chương trình quay còn dang dở. Nhưng thực chất đó chỉ là một giấc mơ. Sáng hôm sau trên đường đi làm, anh quản lý của Cindy đã cho cô lời khuyên không cần phải e sợ bà giám đốc Mi-suk kia. Chỉ cần bản thân cảm thấy thích thì cứ làm và làm. Bên này bà Mi-suk rất bất ngờ khi hay tin Cindy đã tới trường quay để tiếp tục ghi hình. Còn Jinny của bà thì mãi không tập xong một điệu nhảy chán nên sẽ chẳng làm được trò trống gì. Ở phim trường chương trình ghép đôi, khi mọi người đang bàn tán về Cindy thì cô bất ngờ xuất hiện để hoàn thành nốt buổi quay.
Anh em trong đội ngũ bỗng chốc thay đổi thái độ cởi mở lo lắng cho cô nàng một cách kỳ lạ. Tiếp đó cả đoàn di chuyển tới khu vực quay ở một làng quê. Bà con ở đây rất lấy làm lạ với thiết bị flycam vì chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Cindy bên này được phân công tới nhà một người dân trong vùng để thực hiện quá trình quay thực tế. Cô nàng tính cách tiểu thư này sẽ hơi khó hòa nhập với môi trường nơi đây. Thấy cái chăn của bà lão giặt từ năm 2002 nên Cindy đã tự mình đem ra giặt lại chứ không cô không dám sử dụng nó. Seung Chan là biên kịch trong nhóm của Cindy, sau khi quay đủ anh cũng vào giúp cô nàng một tay vắt khô chiếc chăn, được anh giúp đỡ khiến Cindy vui như mở cờ trong bụng. Phía ban giám đốc rất bất ngờ khi Jun Mo quyết định đưa Cindy đi quay tiếp mặc cho đã ngăn cản. Bà giám đốc Mi Suk tới trách cứ phía công ty đã không làm theo yêu cầu. Bà yêu cầu hủy bỏ 2 ngày 1 đêm thay vào đó là xuất chiếu của chiến tranh giữa các vì sao với sự tham gia của Jinny. Nhưng ông giám đốc khối giải trí không đồng ý vì vấn đề đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với các PD. Điều này cũng khiến bà Mi Suk rất tức giận. Sau đó bà Mi Suk dẫn Jinny tới phòng trang điểm thì gặp cô nàng Gia Dung ngồi chờ sẵn ở đây. Thấy cô chiếm vị trí của Jinny, bà Mi Suk rất tức giận đòi đuổi cô nàng đi. Nhưng khi thấy body ngon nghẻ của Gia Dung, bà Mi Suk khá sốc khi nhìn lại cô ả Jinny mà bà ngày đêm nuôi dưỡng. Đúng là chán chẳng muốn nói. Tối đó Cindy, Seung Chan và Jun Mo đã cùng ngồi với nhau trước hiên nhà và tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Họ hy vọng khi chương trình được quay xong đã đạt kỳ tích và quyết định hủy show sẽ được xóa bỏ. Bơi đây là một chương trình lâu đời từ năm 2007. Là tâm huyết của biết bao nhiêu con người và tiền của nên những PD như bọn họ phải có trách nhiệm xây dựng và gìn giữ. Sáng hôm sau, các diễn viên cùng đoàn quay tạm biệt những người dân ở vùng quê để trở về thành phố kết thúc chương trình quay. Trở về nhà tối đó, Cindy gặp lại bà giám đốc Mi Suk và bị bà ta cà khịa về vụ bê bối của cô trên mạng khi nói dối về nhân thân của mình. Tuy nhiên khi bản tin thời sự công chiếu thì mọi sai lầm được quy dồn về cho phía công ty chủ quản của Cindy và công chiếu lại đoạn phỏng vấn khi cô còn là một tân binh. Điều này chứng minh Cindy vô tội và trách nhiệm quy về phía bà giám đốc Mi Suk khiến bà tức điên. Thì ra trước đó Ye Jin đã tham mưu cho Cindy về đoạn phỏng vấn đó và sẽ giúp cô đăng tin thanh minh với công chúng. Trước áp lực đến từ dư luận, bà Mi Suk cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với Cindy đưa ra biên bản hủy hợp đồng để cô tự do làm việc cho đến khi xong việc. Không cần suy nghĩ nhiều, Cindy đóng dấu để kết thúc hợp đồng. Tuy vậy cô vẫn hiểu cho tấm lòng của bà Mi Suk khi luôn muốn bảo vệ cho cô. Chỉ là bà yêu thương sai cách và với Cindy cô vẫn luôn coi bà như một người mẹ. Còn về cặp đôi Hong Sun và Yang Mi vẫn đang chưa thể làm lành. Đang tính tới xin Yang Mi một cơ hội thì giám đốc Kim tới rủ Hong Sun tối nay đi nhậu cùng sếp tổng và sẽ cho anh một cơ hội để thăng tiến. Việc này làm anh chàng rất hào hức và hứa sẽ thể hiện thật tốt trước mặt sếp tổng. Không phụ lòng mong đợi Hong Sun để cho sếp tổng thấy tài nướng thịt và pha rượu của mình khiến ông rất hài lòng và khoái chí. Đang lúc vui vẻ thì Hong Sun bất ngờ nhận được tin nhắn của Yang Mi nói sẽ cho anh 30 phút để tới chỗ cô. Thế là không ngần ngại, Hong Sun từ bỏ cuộc vui với mấy ông sếp mà phi thẳng tới chỗ Yang Mi. Đã quá hẹn một tiếng nhưng anh tới được đây là đã cố gắng lắm rồi nên không thể trách anh được. Không ngần ngại, Hong Sun đã thể hiện tài ăn làm cơm trộn cho Yang Mi rồi nắn nót trao gửi cho cô nàng một đĩa cơm hình trái tim đầy tình cảm. Còn bên này, Ye Jin trên đường về gặp bác bảo vệ nên đã tiện đà hỏi tại sao ở đây đèn luôn bật sáng rất đầy đủ. Bác bảo vệ cho hay đó là một anh PD đã dọa bác phải sửa hết bóng đèn đường ở đây nếu không sẽ tới quay phim. Nhận thấy đây là sự quan tâm đặc biệt của Seung Chan dành cho mình nên Ye Jin hẹn gặp để cảm ơn và cảnh cáo lần sau không được lạm quyền như vậy. Nhưng bất ngờ chuyện mấy cái bóng đèn không phải là do Seung Chan làm vậy thì là ai được nhỉ? Không cần hỏi, Seung Chan cũng biết và đó chính là anh tiền bối Jun Mo. Nhưng có một điều Seung Chan thắc mắc đó là làm sao Jun Mo có thể làm bạn lâu được với Ye Jin đến như vậy mà không chịu tỏ tình. Một thời gian sau đó, Cindy đã rời công ty chủ quản để bắt đầu một cuộc sống mới. Seung Chan cũng dần quen với công việc của một PD và ngày càng phát triển. Cặp đôi Yang Mi và Hong Sun đã làm lành và kết đôi cùng nhau. Tối hôm đó, Ye Jin hẹn gặp Jun Mo ở khu công viên, cảm ơn anh vì những cái bóng đèn đã sửa giúp cô cảm thấy an tâm mỗi khi trở về. Cuối cùng, Jun Mo cũng lấy hết can đảm để nói ra những lời từ đáy lòng mình. Cảm ơn Ye Jin đã làm bạn cùng mình trong suốt hơn 20 năm qua và có lẽ đã đến lúc cả hai bước sang một giai đoạn mới. Cindy và Seung Chan gặp lại nhau ở công ty. Anh chàng chủ động bắt chuyện và giúp cô nàng xách hành lý như một thông điệp hàn gắn. Và thế là các cặp đôi của chúng ta đã ai về nhà nấy hạnh phúc mãi mãi về sau. Và bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại cho mình một like và một subscribe để tiếp thêm động lực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.